Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 94. Long Hình lạnh lùng đáp. Ngụy Quốc Đào thấy không thuyết phục được Long Hình cũng không tức giận mà quay đầu nói với Long Nguyệt, tôi tin hai người cũng biết, thánh vực là nơi vô cùng gian khổ. Ở nơi này, không những không có thứ gì gọi là tình nghĩa mà một khi nhất thời vô ý sẽ dẫn tới họa diệt thân. Vì vậy, người chống lưng thật sự rất quan trọng, người như Long Vương của cô cậu, đến cả ăn một bữa cơm cũng bị đuổi đi thì ai coi cậu ta ra gì chứ? Cậu ta sao có thể bảo vệ an toàn cho cô cậu? Tôi nghĩ ngay cả kẻ ngốc cũng có thể phân biệt được, loại người này, trong thánh vực vô cùng nhiều. Nói xong, Ngụy Quốc Đào nhận lấy thiên cực bát môn và huyền thiên trận từ tay Ngụy Ngưng Nhi. Cô cậu có biết thiên cực bát môn và huyền thiên trận là gì không? Đừng nói đến Long Vương của hai người chưa từng thấy, mà đến cả người của năm đại danh sơn cũng coi đây là báu vật. Tuy nhiên, để kết bạn với hai người, nhà họ Ngụy chúng tôi xin tặng hai bộ trận pháp bí truyền này cho hai người. Ngụy Quốc Đào bĩu môi, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Thứ tốt như thế này, Tiêu Chính Văn làm sao có thể có được. Nhưng điều ông ta không ngờ là Long Nguyệt và Long Hình cũng không thèm liếc, mà từ chối luôn, thực xin lỗi, người của năm đại danh sơn coi như bảo vật, không có là chúng tôi cũng coi như bảo vật. Hơn nữa, hai loại trận pháp này chúng tôi hoàn toàn không cần, điện thần Long chúng tôi có tâm pháp bí truyền, không cần món quà của ông. Mong ông mang về đi. Không cần sao, Ngụy Ngưng Nhi bị lời nói của Long Nguyệt và Long Hình làm cho tức giận đến mức bật cười, lạnh giọng nói, hai người phải nhìn cho rõ ràng, đây là thiên cực bát môn. Tôi nghĩ, đến bây giờ hai người vẫn không biết cái gì gọi là nguyên khí phải không? Với cảnh giới của Long Vương, e rằng còn chưa từng nghe qua, huống chi là chỉ dẫn cho hai người. Nhưng mà, trong nội dung của thiên cực bát môn, có rất nhiều giải thích về nguyên khí. Nếu muốn tiến xa hơn, hai người phải đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ngụy Ngưng Nhi không phải là nhằm vào Tiêu Chính Văn, nhưng trong giới thế tục, có bao nhiêu người có thể giác ngộ được đến trình nguyên khí? Chưa kể Tiêu Chính Văn không có môn phái, cũng không phải là đệ tử của năm đại danh sơn. Ngay cả kiếm tiên Thiên Sơn cũng chưa thể vận dụng nguyên khí một cách thành thạo. Chúng tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng tôi không có hứng thú với nhà họ Ngụy. Sắc mặt Long Hình ngày càng trở nên khó coi hơn. Tại sao người nhà họ Ngụy giống như keo con voi vậy, đã dán lên rồi thì gỡ mãi không được. Anh Tiêu, tôi nghĩ anh cũng nên hiểu rằng giữ hai người họ ở bên cạnh sẽ chỉ làm lỡ tương lai của họ mà thôi. Ngụy Ngưng Nhi không để ý đến sự phản bác của Long Hình mà nhìn sang Tiêu Chính Văn. Nguyên khí, thật nực cười, Tiêu Chính Văn không sử dụng thành thạo nguyên khí sao? Tiêu Chính Văn không thể hướng dẫn sao? Xem ra người của nhà họ Ngụy đều là ếch ngồi đáy giếng. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thiên cực bát môn quả thật là không ra gì, còn về huyền thiên trận là thứ gì, lẽ nào nhà họ Ngụy chỉ biết dùng những thứ này đi lừa người sao? Tiêu Chính Văn không khách khí nói. Tiêu Chính Văn, sắc mặt Ngụy Quốc Đào đột nhiên tối sầm lại. Lúc này, Ngụy Quốc Đào giống như chó bị giẫm phải đuôi, tức giận chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, cậu chỉ là tiểu bối nhỏ bé, ai cho cậu dũng khí ngông cuồng vậy chứ? Nếu cậu nói thiên cực bát môn là thứ lừa người thì hãy đem thứ thật ra đây, để chúng tôi xem thử. Hừ, chắc cậu còn không biết thiên cực bát môn là cái gì đâu nhỉ. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nói chuyện với loại người đi cậu thật phí thời gian. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Ngụy Quốc Đào phất tay áo, tức giận bỏ đi. Từ lời nói cùng hành động vừa rồi của Tiêu Chính Văn và phản ứng của Long Nguyệt và Long Hình có thể thấy, ông ta chắc chắn đã nhìn sai người. Bố, chẳng phải bố nói, Ngụy Ngưng Nhi còn chưa kịp nói xong, Ngụy Quốc Đào đã xua tay, hừ. Thế tử gì chứ, bố thấy hai người bọn họ cũng chỉ là tên nhà quê đến từ giới thế tục, chưa từng trải sự đời mà thôi. Đưa thứ đồ tốt như vậy cho bọn họ chẳng khác nào cho chó ăn bánh bao nhân thịt cả, thật lãng phí của trời. Ngụy Quốc Đào tức đến nỗi phổi gần như nổ tung, ông ta lên xe, đóng cửa rồi lái xe đến nhà họ Ngụy. Sau khi Ngụy Quốc Đào rời đi, Lý Chính Đạo cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ nghi ngờ. Cụ ta là thế tử, đương nhiên biết nội dung tổng quát trong thiên cực bát môn. Đó là một món bảo vật quý hiếm. Tuy trận pháp trên đó rất khó luyện, muốn luyện đến một uy lực nhất định còn khó hơn lên trời, nhưng quả thực trên đó có lý giải về nguyên khí. Hơn nữa còn rất chi tiết, ngay cả thế tử như Lý Chính Đạo cũng vô cùng mong muốn có được thiên cực bát môn. Cậu Tiêu,
thiên cực bát môn thật sự như lời cậu nói sao? Cuối cùng, Lý Chính Đạo vẫn hỏi những nghi ngờ trong lòng mình. Như Tiêu Chính Văn đã nói, thì sự hiểu biết của anh về nguyên khí còn rộng hơn nhiều so với những gì được mô tả trong thiên cực bát môn. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Tiêu Chính Văn có thể đột phá nhiều lần đến vậy. Đương nhiên rồi, nội dung trong thiên cực bát môn chỉ nói về hình thức của nguyên khí trong vạn vật, nhưng nếu căn cứ vào nội dung trên đó thì rất khó để kiểm soát được nguyên khí. Nguyên khí là gì? Nó chỉ là một loại khí tức do từ trường sinh ra trong quá trình biến hóa mà thôi. Nếu thực sự muốn điều khiển nó thì phải nhận thức được nó chứ không phải biết được hình dạng của nó. Những lời Tiêu Chính Văn nói khiến Lý Chính Đạo cũng choáng váng. Nghe có vẻ như những lời của Tiêu Chính Văn rất bình thường, để hiểu bất cứ điều gì, trước tiên nên cảm nhận nó. Nhưng nghĩ kỹ lại, sẽ lập tức hiểu ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Tiêu Chính Văn. Nhận thức là thông qua bản chất của chính nó để từ từ cảm nhận. Mà nội dung trong thiên cực bát môn lại hướng người ta tìm hiểu về trạng thái tồn tại của nguyên khí, điều này đã đi chệch hướng so với ý định nhận thức ban đầu. Cậu Tiêu quả là cao nhân, Lý Chính Đạo khẽ gật đầu. Thực ra cụ ta cũng đang kẹt ở điểm mấu chốt của nguyên khí, nhưng sau khi nghe Tiêu Chính Văn nói xong, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Thì ra những gì cụ ta theo đuổi suốt bấy lâu nay đều là sai lầm. Vì vậy, cảnh giới của cụ gia mãi vẫn không tăng, thực lực càng khó tiến bộ. Không dám, chỉ là chút cảm nhận mà thôi. Tiêu Chính Văn thờ ơ xua tay. Động tác này càng khiến Lý Chính Đạo kinh ngạc. Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã đạt đến cấp bậc cao hơn rồi sao? Cậu Tiêu, cảm ơn cậu đã chỉ điểm. Hôm nay tôi thất lễ quá. Để xin lỗi cậu Tiêu, nhân tiện cảm ơn cậu đã chỉ điểm, hay là hôm nay chúng ta cùng no say một bữa, cậu thấy được không? Lý Chính Đạo xóa đi vẻ mặt u ám, nở nụ cười tươi nói. Sau khi vào thánh vực, Lý Chính Đạo đã đi dạo khắp nơi, cũng được nếm thử vài nhà hàng ngon. Mà cụ ta và Tiêu Chính Văn đều chưa ăn tối, cho nên cụ ta muốn nhân cơ hội này để gần gũi với Tiêu Chính Văn hơn. Cung kính không bằng tuân mệnh, Tiêu Chính Văn cười nói. Tôi đi lấy xe, Long Hình vội vàng xuống lầu. Tuy rằng trong thánh vực cũng có xe riêng, nhưng đều là loại xe cũ, không thể so sánh với xe ở thế tục. Tiêu Chính Văn lên một chiếc 16 chỗ màu trắng, Long Hình khởi động xe rồi đi theo hướng Lý Chính Đạo nói. Chạy xe đến một quán rượu ở Thiên Nam. Sau khi đi qua vài con phố, chỉ còn cách quán rượu mà Lý Chính Đạo nói chưa đầy 1 km. Nhìn những quán ăn vặt ở hai bên đường, Tiêu Chính Văn nhớ lại cảnh thời thơ ấu của mình. Thực ra cho đến bây giờ, rất nhiều quán ăn vặt ở Long Kinh đã không còn nữa, cho dù có quán vẫn kinh doanh thì hương vị cũng đã thay đổi. Nhưng ở Thánh Vực lại khác, rất nhiều người đã sống ở đây từ lâu đời, hơn nữa. Thánh vực rất ít chịu ảnh hưởng từ giới thế tục. Cho nên có rất nhiều món ăn ngon vẫn giữ được cách làm ban đầu. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao hiệu Mercedes-Benz đột ngột lao lên từ phía sau, vừa lao lên, người đàn ông trong xe vừa hét lớn, cút ra. Không muốn chết thì tránh ra cho tôi. Tiếng xe gầm vang lên, chiếc xe Mercedes-Benz suýt tông vào xe của Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, chiếc Mercedes-Benz cọ sát thân xe màu trắng rồi lao qua. Hừ, có gì giỏi giang chứ? Long Nguyệt nghiến răng, lạnh lùng nói. Nếu là ở giới thế tục thì bọn họ chắc chắn sẽ chặn chiếc xe đó lại. Bởi vì xét cho cùng, đây là khu vực trung tâm thành phố, lái xe nhanh như vậy ngộ nhỡ đâm phải người đi bộ thì sao? Đợi đã, đuổi theo đi. Ánh mắt Tiêu Chính Văn trở nên lạnh lẽo, anh chỉ vào chiếc xe phía trước rồi nói. Long Hình hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Dù sao đây cũng là thánh vực, biết đâu người ta được phép lái xe như vậy thì sao? Cậu Tiêu, tôi thấy đừng đuổi theo thì hơn. Đó là một vị thế tử trong lâu đài Vexai, tên là Lâu Điêu. Tình hình bây giờ rất tế nhị, chúng ta không cần thiết phải gây sự với cậu ta. Lý Chính Đạo khuyên. Long Hình cũng gật đầu đồng ý. Còn nhớ những gì tôi từng nói không? Thế tử thì sao chứ? Chúng ta không thể vô cớ gây sự với người khác. Nhưng phiền phức tìm đến cửa thì chúng ta phải xử lý thôi. Tiêu Chính Văn nhếch môi cười. Long Hình hơi sững ngờ, lập tức hiểu ra ý của Tiêu Chính Văn, nhanh chóng gật đầu. Cái gì, gây sự với Lâu Điêu, hắn là người chỉ đứng sau Theodore trong lâu đài Vexai. Lâu Điêu này xuất thân từ một gia tộc lớn ở Oakland.
Gia tộc bọn họ đã từng cai trị Oakland hơn 300 năm, hơn nữa, còn có mấy nhân vật cảnh giới nhân hoàng. Mặc dù bây giờ gia tộc bọn họ đã không còn huy hoàng nữa, nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò. Ngay cả nhà họ Lý cũng phải nhượng bộ gia tộc này, vậy mà Tiêu Chính Văn lại sai thuộc hạ của mình chủ động tìm phiền phức. Bùm, chiếc xe màu trắng cũng tăng tốc đột ngột, Long Hình đang lái nó như lái một chiếc xe thể thao. Cậu Tiêu, cần gì phải làm vậy chứ? Không cần thiết phải đụng vào gia tộc này. Lý Chính Đạo lại thuyết phục. Gây sự với bọn họ chỉ là cái cớ để tiêu diệt bọn họ mà thôi. Đám người của lâu đài Vexai đó dám xua đuổi người dân Hoa Quốc chúng ta, thì bọn họ sẽ phải trả giá. Tiêu Chính Văn nói không hề nhượng bộ. Cậu Tiêu, gia tộc này đã sinh ra rất nhiều cao thủ cảnh giới nhân hoàng, cho nên mong cậu hãy suy nghĩ kỹ lại. Lý Chính Đạo lo lắng khuyên bảo. Cảnh giới nhân hoàng là cảnh giới còn đáng sợ hơn nhân vương, nghe nói trong lịch sử loài người, có rất ít người có thể đạt tới cảnh giới này. Long Hình, tăng tốc, Tiêu Chính Văn trầm giọng ra lệnh. Rõ, Long Hình là một trong tứ đại long tôn của Điện Thần Long, đừng nói là anh ta, mà cho dù là một người lính đặc chủng nào đó từ Bắc Lương đều có thể hoàn thành mệnh lệnh lần này của Tiêu Chính Văn. Nói xong, chiếc xe màu trắng lao thẳng về phía chiếc xe Mercedes-Benz như một mũi tên. Chết tiệt, đó là xe 16 chỗ sao? Lái xe 16 chỗ nhanh như vậy, đúng là một tên điên. Ngay cả người qua đường cũng toát mồ hôi lạnh. Lâu Điêu dường như nghe thấy tiếng xe đuổi theo phía sau, liền ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, cười nhạo, hừ. Thật không biết sống chết. Lâu Điêu nhếch mép cười thâm độc và nhìn về phía kính chiếu hậu rồi đạp chân ga. Chiếc xe đua đó cứ thế tăng tốc lên hơn 200 km/h. Thật ra Lâu Điêu căn bản không phải đang muốn bỏ xa chiếc xe van màu trắng phía sau mà là muốn sau khi dụ cho chiếc xe van phía sau đi vào đường cao tốc thì sẽ làm cho nó tự lật khỏi vách núi tại một khúc cua. Lâu Điêu là một trong số các thế tử, sau khi từ vùng ngoài lãnh thổ tới thánh vực thì việc hắn thích làm nhất chính là lợi dụng đua xe để giết người. Nhìn thấy tốc độ của chiếc xe phía trước ngày càng nhanh, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, trong vòng một phút, vượt qua hắn. Rõ, Long Hình đáp lời. Sau đó dựa vào kỹ thuật lái xe hơn người, tăng tốc độ của con xe van lên thành 240 km/h. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe van màu trắng đã vượt qua chiếc xe đua. Một giây sau, Long Hình đạp thắng xe. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, chiếc xe van và xe đua cứ thế lao thẳng vào nhau. Một luồng sóng khí rất lớn lan tỏa ra bốn phía, ngay cả mặt đường phía trước cũng bị chấn động tới độ nứt toác ra. Ngay sau đó, một tia sáng màu bạc lập tức lóe lên từ bên trong xe đua, sau đó phóng ra xa mấy chục mét, ngay sau đó chính là một loạt những tiếng nổ lớn. May là trước lúc đó Lâu Điêu đã lăn vào trong bụi cỏ ven đường, nếu không dù hắn là thế tử thì cũng khó mà tránh được một số vết thương ngoài da. Thế tử bị thương, đặc biệt là bị thương dưới tình cảnh như vậy, đó là một chuyện cực kỳ mất mặt. Đi thôi, Tiêu Chính Văn vỗ vỗ lên vai Long Hình, điềm nhiên cười nói. Dụng ý của anh rất đơn giản, chỉ dựa vào chiếc xe van màu trắng này, đối phương sẽ có thể tìm tới tận nơi. Tới lúc đó đối phương sẽ chủ động tới nộp mạng rồi. Nhìn thấy chiếc xe van màu trắng đó đi ra xa mà không có chút tổn thất nào một giây sau, trên không trung đột nhiên lóe lên một tia sét màu bạc, chiếu cho cả bầu trời đêm của thánh vực sáng như ban ngày chỉ trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ra. Hắn là Lâu Điêu đấy. Là một trong số những thế tử tới từ lâu đài Vexai. Mặc dù hắn chưa bị thương trong lần đua xe này, thế nhưng chiếc xe van màu trắng khiến cho hắn không thể không nhảy từ trong xe ra bên ngoài cũng đã gây nên họa lớn rồi. Khiến cho thế tử thảm hại như vậy, thứ chờ đợi đám người đang ngồi bên trong chiếc xe van màu trắng đó sẽ chỉ là sự báo thù điên cuồng và đẫm máu. Xảy ra chuyện rồi, lúc này, một ông lão tóc trắng ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời, kinh ngạc thất sắc thốt lên. Từ lúc quy tắc của thánh vực phát sinh thay đổi cho tới nay, mặc dù giữa một số cường giả cũng có xảy ra tranh chấp đấu đá không đáng kể, thế nhưng chuyện thế tử nổi giận mới là lần đầu xảy ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà hiện giờ, tia sét màu bạc đó chính là biểu tượng cho việc thế tử đang nổi điên. Giờ phút quan trọng bây giờ có thể gọi là thời kỳ nhạy cảm nhất bên trong thánh vực. Thật ra bất luận là thế tử bên phía Hoa Quốc hay là thế tử bên phía Âu Lục thì lúc này đều đang thăm dò lẫn nhau. Hoặc là đang lôi kéo đồng minh của nhau.
mà sự xuất hiện của tia sét màu bạc kia tượng trưng cho việc quãng thời gian hòa bình và tĩnh lặng này sắp sửa hoàn toàn kết thúc. Quả nhiên, khi mà tia sét màu bạc đó xuất hiện, một giọng nói lạnh tanh cũng đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Ca Nông, Lâu Điêu lớn tiếng gầm lên. Ca Nông chính là cận vệ đi bên cạnh hắn, là một cường giả ở cảnh giới nhân vương cấp 2 được gia tộc Lâu Điêu cử tới. Sau tiếng gầm đầy phẫn nộ của hắn, trên bầu trời rất nhanh liền tí tách rơi xuống từng hạt mưa. Một tia sáng bạc giống như ánh trăng chiếu xuống, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng xuất hiện ngay bên cạnh Lâu Điêu. Lâu Điêu của bây giờ đã tức tới độ mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi lên chi chít. Bên trong thánh vực, có ai không biết hắn là người của lâu đài Versailles? Mà kẻ lái con xe van màu trắng kia rõ ràng chính là một võ giả, hơn nữa còn là một con gà quen ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Mặc dù hắn không phải là thế tử mạnh nhất bên trong lâu đài Versailles, thế nhưng cũng không đến lượt một con gà quen khiêu chiến với hắn. Dù thế nào thì hắn cũng không thể nuốt trôi cục tức ngày hôm nay. Lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bao trùm khắp cả bầu trời thành phố Thiên Nam chỉ trong nháy mắt, những tòa nhà cao đột nhiên đổ sụp xuống, luồng khí tức đáng sợ đó thì vẫn đang công phá bừa bãi. Ngay cả Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên đang uống trà nói chuyện bên trong trang viên nhà họ Chu cũng đều ngẩn ra. Luồng khí tức này quá mạnh, hơn nữa đây cũng là tín hiệu của việc thế tử chuẩn bị khai chiến. Lâu Điêu, lẽ nào lâu đài Versailles chuẩn bị ra tay với ai sao? Chu Thụy Chân nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Mặc dù mấy năm trở lại đây, giữa các bên đều đang xảy ra xung đột với nhau, thế nhưng bất luận là bên nào thì cũng chưa từng sử dụng số lượng lớn vũ khí. Chính bởi vì các bên đều hiểu rõ, khi mà ngày quyết chiến vẫn còn chưa tới, các bên đều cần giữ lấy sự cân bằng thì mới được. Một khi sự cân bằng này bị phá bỏ, bên trong thánh vực sẽ trở thành địa ngục trần gian nhanh thôi. Thế nhưng lúc này, Lâu Điêu bị sự phẫn nộ làm cho mê muội đầu óc đã không còn quan tâm được nhiều như thế nữa. Hắn đường đường là thế tử, vậy mà lại mất hết mặt mũi ngay trước mắt vô số người bình thường. Dù có phải giết hết cả thành phố, hắn cũng nhất định phải tìm ra được kẻ đầu sỏ và băm vằm hắn ra thành nghìn mảnh. Không chỉ có mấy người Chu Thụy Chân cảm thấy bất ngờ, ngay cả Theodore cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Rất rõ ràng, vì sự kích động của Lâu Điêu mà tấm rèm mở màn của cuộc đại chiến đã hoàn toàn được kéo ra rồi. Mà Thiên Hành đang ở trên đỉnh núi phía xa nhắm mắt dưỡng thần cũng chấn động trước cảnh tượng này, sau đó mở to hai mắt nhìn về phía Thiên Nam với vẻ mặt sâu xa. Khoảnh khắc này, khí tức của Lâu Điêu đã càn quét khắp cả Thiên Nam, vô số ngôi nhà đều sụp đổ ngay tức thì. Lẽ nào lâu đài Versailles định khai chiến rồi sao? Một ông lão Hoa Quốc hỏi với vẻ hoài nghi. Đúng vào lúc này, một tia sáng màu đỏ như lửa lóe lên tại phía đông nam của bầu trời đêm. Ngay sau đó là một ngọn lửa bất tận giống như muốn chiếm lấy cả bầu trời cứ thế bùng lên. Ngọn lửa bất tận bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng một cách nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời đã bị ánh lửa chiếu sáng đỏ rực. Rõ ràng là Ca Nông ra tay, lúc này, cả Thiên Nam đều chìm trong nỗi khiếp sợ. Mà bên trong căn biệt thự của nhà họ Ngụy, Ngụy Quốc Đào vừa mới trở về nhà họ Ngụy thậm chí ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đờ đẫn. Rốt cuộc là ai muốn khai chiến vào thời điểm này? Hơn nữa mục tiêu còn nhắm thẳng vào lâu đài Versailles. Phải biết rằng, thế tử và gia tộc của lâu đài Versailles và Hoa Quốc hoàn toàn khác nhau, bản thân bọn họ chính là một liên minh gia tộc. Động tới lâu đài Versailles chẳng khác gì chọc chúng tổ ong vò vẽ, rất nhanh sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Lúc này, một tia sáng màu bạc trực tiếp lao thẳng về phía tây nam. Gần như tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía tây nam của thánh vực. Long Vương, hình như chúng ta bị người ta nhắm vào rồi. Long Hình quay đầu nói với Tiêu Chính Văn. Điều chúng ta muốn chính là khiến cho bọn chúng nhắm vào chúng ta. Lát nữa tìm một nơi tiện đỗ xe, nhớ kỹ, tuyệt đối không được nương tay. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Sau khi Long Hình lái xe thêm gần 100 mét nữa thì dừng lại bên trên một quảng trường. Lúc này, người qua lại trong phạm vi mấy dặm đã bỏ chạy hết từ lâu. Có ai dám mò tới xem cuộc đại chiến thế kỷ đáng sợ như vậy cơ chứ? Vào lúc Long Hình vừa mới đỗ con xe van lại, ánh lửa và ánh sáng màu bạc trên bầu trời gần như lao xuống cùng một lúc. Xung quanh quảng trường chỉ có con xe van màu trắng này, Lâu Điêu không tìm ra được Long Hình mới là lạ. Long Hình mở cửa xe bước xuống, vào lúc anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,
một nam thanh niên đầu tóc rối bù, trên người mặc đồ đua xe cũng lao từ trên cao xuống. Sau lưng nam thanh niên còn có một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng. Lúc này, người đàn ông trung niên đang dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía long hình bên dưới. Từng luồng sát khí giống như có thực chất cứ thể lao từ trên không trung xuống dưới. Mặt đất phía trên quảng trường không ngừng nứt ra, Lâu Điêu nghiến răng tiến lên trước từng bước. Cùng lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt hướng về phía quảng trường. Ngụy Quốc Đào có nằm mơ cũng không ngờ được kẻ gây ra họa lần này lại là hai người Tiêu Chính Văn và Long Hình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngụy Quốc Đào không khỏi nở một nụ cười lạnh tanh, hừ, không biết tốt xấu. Lần này xem mấy người chết ra sao. Ngay lúc nãy, Ngụy Quốc Đào chủ động đến gần nhưng lại bị đối phương kéo giãn khoảng cách hơn mấy trăm cây số. Chỉ thoáng chốc, mấy người Tiêu Chính Văn đã chọc phải một trong hai thế lực lớn nhất ở Thánh Vực, Lâu Đài Vexai. Dù có thế tử nhà họ Lý Chính Đạo ở đó cũng không tránh khỏi mâu thuẫn này. Dù sao Lâu Đài Vexai và thế tử Hoa Quốc vẫn luôn bất hòa, hai bên gần như đã đến mức như nước với lửa. Thế nên Lý Chính Đạo không thể nói được gì. Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên ở một nơi khác cũng đưa mắt nhìn về phía bầu trời quảng trường. Hả, Lý Chính Đạo, Tiêu Chính Văn, sao họ lại ở đó? Khổng Tuyên chế giễu cười khẩy nói. Lần này người họ chọc phải là Lâu Điêu. Người này là người có tính tình nóng nảy nhất trong Lâu Đài Vexai. Đổi lại là Theodore thì có lẽ sẽ kiềm chế được một chút. Nhưng Lâu Điêu lại là người có ơn báo ơn, có thù tất báo, không để thù hận tồn tại qua ngày hôm sau. Vốn dĩ họ còn tưởng là mâu thuẫn giữa các thế tử của thế lực nhỏ nào đó, sau đó thì đánh nhau, nhưng không ngờ thế mà lại là Tiêu Chính Văn đắc tội với người của Lâu Đài Vexai. Như thế đồng nghĩa với việc đẩy cuộc chiến về phía bên Tiêu Chính Văn. Trong mắt họ Tiêu Chính Văn sẽ không thể chống đỡ được lâu nữa, nhưng ít nhất có thể giúp họ làm rối loạn tình hình ở Thánh Vực. Chỉ cần Lâu Đài Vexai đánh nhau thì sẽ ác chiến bằng hỏa lực với các thế lực nhỏ khác. Vô hình chung cũng có thể tiêu hao bớt sức mạnh của Vexai. Hừ, xem ra Tiêu Chính Văn cũng không phải là vô dụng hoàn toàn, chỉ cần anh ta khuấy đục nước cũng xem như góp phần sức cho chúng ta, chỉ tiếc cho ông Lý. Chu Thụy Chân lạnh lùng nói. Hắn nghĩ người có khả năng ra tay đánh với Lâu Điêu trong trận chiến này chỉ có Lý Chính Đạo. Hơn nữa Lâu Điêu chắc chắn cũng sẽ không để Lý Chính Đạo sống sót rời đi. Mặc dù mọi người đều là gia tộc ở Hoa Quốc nhưng ở thế giới không bạn thì là kẻ thù như Thánh Vực này thì Chu Thụy Chân không thể ra tay giúp đỡ. Anh Chu, chúng ta cứ đứng ngoài xem trò cười của họ có phải không dễ giải thích với nhà họ Lý không? Khổng Tuyên có hàm ý khác nhìn Chu Thụy Chân. Lúc này hắn mong sao Chu Thụy Chân nể mặt nhà họ Lý chủ động ra tay giúp đỡ đánh một mất một còn với người Lâu Đài Vexai. Nếu không còn có thể thế nào? Đừng quên, mục đích của chúng ta chỉ có một, khí vận của Âu Lục. Lấy được khí vận của Âu Lục, liên quan đến hưng thịnh và suy tàn của Hoa Quốc. Tôi tin người nhà họ Lý sẽ hiểu cho chúng ta, dù sao mất đi một người sao có thể lớn bằng quốc gia. Chu Thụy Chân cười nhạo nói. Đúng lúc này Ngụy Quốc Đào đã dẫn theo mấy Tề Thiên Huyền và Ngụy Ngưng Nhi chạy đến cạnh quảng trường. Đây chẳng phải là cậu Tiêu sao? Vừa rồi chính miệng cậu đã nói tám môn thiên cực chẳng qua chỉ có thể thôi, bây giờ tôi lại thấy tuyệt học của cậu Tiêu cao thâm thế nào đấy. Ngụy Quốc Đào chế giễu nói. Thấy trận chiến đang nổ ra, ngoài Ngụy Quốc Đào, những người khác không ai dám đến gần như thế. Dù sao phía sau Ngụy Quốc Đào còn có Thiên Hành làm chỗ dựa. Thời điểm nhạy cảm này, thế lực lớn bên nào cũng sẽ không có ý trở mặt với Thiên Hành dễ như thế. Ngụy Ngưng Nhi cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp họa, các anh đừng khinh địch, càng không thể làm mất mặt người Hoa Quốc chúng ta. Đây là trận chiến lớn đầu tiên của Thánh Vực, thắng hay thua cũng liên quan đến uy danh của Hoa Quốc. Còn một việc nữa tôi quên nói, Lâu Điêu vẫn còn một người bạn nữa đang trên đường đến, các người có thể sẽ nghênh chiến hai gia tộc với không phải một. Hai. Tôi thật sự rất mong các người có thể tạo ra kỳ tích để đám ếch ngồi đáy giếng bọn tôi mở mang tầm mắt. Nói rồi Ngụy Ngưng Nhi che mặt cười. Lúc này sắc mặt Lâu Điêu đã u ám đến cực điểm. Thấy Lâu Điêu đã kiếm rút ra, sát khí xung người như có thực thể cuồn cuộn lao ra ngoài. Long Vương, chúng ta phải làm sao? Long Hình quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn nói. Tên này cứ giao cho cậu,
Người phụ nữ điên bên cạnh nói rất đúng, trận chiến này dù là trận chiến đầu tiên của Hoa Quốc, thắng hay thua cũng liên quan đến uy danh đất nước, chỉ được phép thắng không được để thua. Đi thôi. Tiêu Chính Văn khoát tay với Long Hình. Thuộc hạ nhận lệnh. Long Hình đáp một tiếng, sau đó xoay người sải bước. Đối phương là nhân vương cấp 1, còn bây giờ anh ta chỉ mới là cảnh giới bán bộ nhân vương. Trông có vẻ như cách biệt của hai bên không lớn. Nhưng thế tử của gia tộc lớn đều có sức chiến đấu mà không phải nhân vương cấp 1 bình thường nào cũng có thể so sánh được. Chẳng hạn như giữa Kiếm Tiên Thiên Sơn và Lý Chính Đạo, dù họ đều là cảnh giới nhân vương cấp 1 nhưng Kiếm Tiên Thiên Sơn lại không phải là đối thủ của Lý Chính Đạo. Thế nên cách biệt giữa họ không phải chỉ là nửa một sao. Chỉ là lúc này trong mắt Long Hình chỉ còn lại ý chí chiến đấu ngút trời, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Khí tức quanh người Long Hình bỗng thay đổi, uy thế của bán bộ nhân vương toát ra. Cùng lúc đó Lâu Điêu đã ra tay trước, chỉ thấy một luồng sáng màu bạc kéo theo một cái đuôi dài như một vệt sáng sao băng đánh về phía Long Hình. Long Hình không vội cũng không hoảng, bước chân khẽ nhấc lên, sau đó lách người lùi về sau mười mấy mét. Luồng sáng màu đó gần như tiếp giáp với quần áo LNG hình, xoẹt qua trước người anh ta. Nếu không có trận chiến trong rừng với Tiêu Chính Văn trước đó thì e là lúc này Long Hình đã chết dưới kiếm của đối phương. Chỉ là so với Tiêu Chính Văn, thế tấn công của Lâu Điêu không chỉ cách biệt một trời một vực về khí thế mà ngay cả tốc độ cũng chậm như sên. Ngay giữa lúc Long Hình né được thanh kiếm dài đó thì anh ta giơ một tay ra, ngón tay khẽ búng lên thanh kiếm dài. Keng, một tiếng động vang lên, Lâu Điêu lập tức cảm thấy cánh tay mình tê lại. Dường như thứ chạm vào thanh kiếm dài của hắn không phải là ngón tay của Long Hình mà là một ngọn núi lớn. Lâu Điêu không khỏi đảo lảo, thanh kiếm trong tay suýt nữa tuột khỏi tay. Vù, đúng lúc này, một quả cầu lửa cực lớn bỗng tấn công Long Hình từ phía sau. Long Nguyệt, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Vâng, Long Nguyệt đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó bóng dáng cô ấy đã xuất hiện phía sau Long Hình. Chỉ thấy Long Nguyệt giơ một tay lên. Giữa lòng bàn tay cô ấy như nổi lên một làn sóng nước, quả cầu lửa cực lớn đó như đụng phải nam châm bị hút vào đợt sóng nước đó. Điều khiến Lâu Điêu khó hiểu là ngay khoảnh khắc sóng nước xuất hiện, hình như có một cảm giác nguy hiểm cực mạnh bỗng đánh về phía hắn. Ồ, Lâu Điêu lập tức nhận ra vội vàng quay đầu lại nhìn Canông vừa mới đến chiến trường, đang phía đằng xa. Mau lên, cản cô ta lại. Nói rồi Lâu Điêu chỉ về phía Long Nguyệt, lo lắng hét lên. Nghe thế Canông vung một nắm đấm ra, nắm đấm như một con rồng lửa đánh thẳng về phía trực diện của Long Nguyệt. Thấy tình hình thế, Long Nguyệt vội vàng thu chiêu lại vung một tay lên, quả cầu lửa trước đó rụng thẳng vào con rồng lửa, đồng thời cả cơ thể lại nhảy lên cao mấy chục mét. Quả cầu lửa vào rồng lửa va chạm vào một chỗ, ngọn lửa lớn bắn ra đầy trời. Giữa khoảng trống này, Long Hình cũng vung nắm đấm lên đánh về phía Lâu Điêu. Bùm! Lâu Điêu không hề tỏ ra yếu thế mà giơ kiếm lên đỡ đòn, hai luồng gió đánh vào nhau, vô số luồng sáng màu bạc bắn ra khắp nơi, Lâu Điêu lại bị đánh lùi về sau mười mấy bước. Mà Long Hình chỉ khẽ lùi về nửa bước. Xem ra họ cũng chỉ có thế thôi. Sau khi tiếp xúc với đối phương nãy giờ, Long Nguyệt đã có thêm chút tự tin. Xem ra họ cũng không xuất sắc nghịch thiên như Tiêu Chính Văn. Cô muốn chết. Canông vừa chạy đến tỏ ra tức giận vì không ngờ con nhóc da vàng trước mặt này lại dám xem thường hắn. Sau đó tung ra một nắm đấm, một con rồng rực lửa lại đánh về phía Long Nguyệt lần nữa. Long Nguyệt vẫn một tay vung trong không khí, trong hư không bỗng xuất hiện một đường gợn sóng. Tí tách, từng tiếng nước vang lên, chỉ thấy gợn sóng lăn tăn đường kính vẫn chỉ có một mét vừa rồi bỗng chốc trở thành một vòng xoáy nước cực lớn đường kính không dưới 100 mét. Thậm chí ngay cả những người đến xem trận chiến đứng ngoài mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy tiếng nước rất lớn. Vãi, đây là trận pháp gì thế? Một ông lão không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt. Long Vương, có cần bắt sống không? Long Nguyệt bỗng hỏi. Đây là trận chiến, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với mình. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tiêu Chính Văn và Long Nguyệt, không chỉ có Canông tức đến nổ đom đóm mắt. Đến cả Lý Chính Đạo cũng cảm thấy không ổn. Long Nguyệt chỉ ở cảnh giới bán bộ nhân vương, đối phương không chỉ là thế tử mà còn ở cảnh giới nhân vương cấp 1.
cho dù muốn hỏi có giữ lại mạng sống không cũng nên là đối phương hỏi chứ. Ngay sau đó, chỉ thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ đột nhiên bay về phía Canông với tốc độ cực nhanh. Một lực hút khổng lồ gần như muốn hút cả một vùng đất trời vào trong nó. Trước mặt cơn lốc xoáy này, con hỏa long chỉ như một con giun, bị cơn lốc xoáy này nuốt chửng, thậm chí đến cả một đốm lửa cũng không thoát nổi. Mà ở bên kia, long hình điều động sức mạnh bên trong thêm lần nữa, hóa thành một vùng sáng lấp lánh, nhào tới Lâu Điêu. Chỉ trong vòng vài giây, hai người giao đấu không dưới 10 chiêu. Nhất thời, Lâu Điêu và long hình bất phân thắng bại, hai bên đều ngang tài ngang sức. Sao có thể, anh ta rõ ràng là bán bộ nhân vương. Đừng nói là những người đứng vây xem đã sớm mờ mịt không hiểu gì, đến cả Lâu Điêu cũng choáng váng. Cảnh giới của anh ta rõ ràng thấp hơn của hắn một tầng, hơn nữa, hắn còn là thái tử, gia tộc đã đầu tư vào hắn vô cùng nhiều tài nguyên. Đừng nói bán bộ nhân vương, cho dù là người bình thường có cùng cảnh giới với hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là phải hoàn toàn đè bẹp long hình, thậm chí hành hạ anh ta đến chết mới đúng. Nhưng thực tế lại là, hắn liên tiếp bị đối thủ bức lui. Trông có vẻ thực lực của hai người là như nhau, nhưng chỉ có người trong cuộc như Lâu Điêu mới rõ, sức mạnh của đối thủ hoàn toàn không cùng trình độ với mình. Giống như việc dùng 10 cân bông và 10 cân sắt đánh nhau, 10 cân bông dĩ nhiên là hắn. Mà ở bên kia, Canông lùi về phía sau mấy trăm mét với tốc độ cực nhanh. Một tay cầm kiếm, từ từ đưa lên trên đỉnh đầu, mà tay kia hướng về lên ánh trăng sáng trên bầu trời, vừa chỉ một phát. Vù, một âm thanh kỳ lạ vang lên, sau đó chỉ thấy một lục mạng tinh trận đột nhiên rơi từ trên không trung xuống. Lúc đầu, tia lục mạng tinh trận đó chỉ to bằng hạt mè, nhưng càng rơi xuống lại càng trở nên to hơn. Hơn nữa ở trung tâm của lục mạng tinh trận còn có một vầng sáng màu đen kỳ lạ. Lẽ nào đây là tinh sao vẫn lạc? Một ông lão râu tóc bạc phơ bên cạnh run sợ nói. Kỳ thực trận pháp này không phải để cho các ngôi sao rơi xuống, mà là trực tiếp hút đối phương vào trong lục mạng tinh trận, sau đó đưa vào một không gian khác, vĩnh viễn bị giam cầm. Ngụy Quốc Đào đang đứng bên cạnh quan sát thấy vậy thì chế nhạo nói, đây chính là trận pháp có thể hút một lục địa lớn vào không gian khác trong truyền thuyết. Lần này tôi phải xem con danh Long Nguyệt kia làm thế nào mà ngăn chặn được. Một lực hút khổng lồ dọc theo lục mạng tinh trận chụp lấy Long Nguyệt. Ngay cả những tòa nhà chọc trời trên mặt đất cũng bị lực hút khổng lồ này hút lên trên cao. Nền móng của toàn bộ quảng trường rung lắc bất ổn, vô số tảng đá đã bị hút vào một không gian khác. Đám người Chu Thụy Chân đứng từ xa quan sát trận đấu, vẻ mặt lúc này cũng trở nên nghiêm trọng. Lâu đài Versailles quả nhiên phi phàm, chỉ cần đội hình mà Canông thi triển lúc này cũng đủ khiến hai người Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên phải khiếp sợ. Đây là trận pháp gì? Khổng Tuyên quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Giờ phút này, trên khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp đã không còn nụ cười nũng nịu nữa, mà vô cùng nghiêm túc nói tinh sao vẫn lạc. Nhưng các thế tử đừng hiểu lầm, loại trận pháp này khiến cho các vì sao rơi xuống đất, mà sẽ hút mục tiêu vào một không gian khác và bị giam cầm mãi mãi. Cho dù đối thủ dù mạnh cỡ nào cũng khó lòng mà chạy thoát. Chỉ là trên mặt Long Nguyệt không có chút hoảng sợ, khẽ vung tay một cái, trong hư không lập tức xuất hiện một gợn sóng. Sau đó, chỉ thấy Long Nguyệt khẽ búng tay, gợn sóng đâm thẳng vào lục mạng tinh trận. Một tiếng động lớn vang lên. Một quả cầu đen xuất hiện trong khoảng không. Lúc đầu, quả cầu đen thu nhỏ lại bằng quả bóng bàn. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, một luồng sáng trắng cực kỳ chói mắt đột nhiên bắn ra từ tâm quả cầu. Két két két, một tiếng nổ lớn giống như vụ nổ hạt nhân đột nhiên vang lên, một đám mây hình nấm vô cùng lớn từ đâu xuất hiện. Lục mạng tinh trận và gợn sóng trong không trung đều đồng thời biến mất. Cái gì? Canông trợn tròn mặt nhìn. Sao có thể như thế được? Tinh sao vẫn lạc của hắn không phải được phá giải như vậy mà. Trước đây, giữa các thế gia ở Âu Lục cũng từng so tài qua, thường là các cao thủ trong Âu Lục đều chạy trốn với tốc độ nhanh nhất, sau khi xác nhận an toàn mới phản công. Canông cũng muốn lợi dụng lúc Long Nguyệt chạy trốn để hợp lực với Lâu Điêu tấn công Long Hình. Giết Long Hình trước, sau đó cùng nhau đối phó với Long Nguyệt. Nhưng không ngờ tới trận pháp này bị Long Nguyệt phá giải một cách hết sức đơn giản. Đây là trận pháp gì? Môi của Canông tái nhợt vì sợ hãi, thậm chí còn hơi hối hận vì đã lao đến trợ giúp Lâu Điêu. Nhưng lúc này,
Long Nguyệt còn kinh ngạc hơn cả Canon. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng trận pháp mà Tiêu Chính Văn viết tay đưa cho Điện Thần Long rồi được mình lĩnh hội lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nhìn đám mây hình nấm to lớn trước mặt, Long Nguyệt trợn to hai mắt, thậm chí không thể tin được đây là kiệt tác mình vừa tạo ra. Mình thực sự mạnh như vậy sao? Long Nguyệt khó tin lẩm bẩm. Ngay cả Chu Thụy Chân ở cách xa hàng trăm dặm, cũng cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Ngụy Quốc Đào đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc. Ngay cả khi tu luyện được thiên cực bát môn cũng e rằng không thể phá giải tinh sao vẫn lạc. Mà Long Nguyệt lại nhẹ nhàng giải quyết tuyệt kỹ truyền thế như vậy. Lý Chính Đạo còn không thể ngậm được miệng, không dám tin tất cả những gì mình nhìn thấy. Bán bộ nhân vương nghênh chiến cùng thế tử thế nhưng lại ngang tài ngang sức sao. Trong đám đông, chỉ có Tiêu Chính Văn là không ngạc nhiên với kết quả trước mặt. Thật ra cho dù Lâu Điêu và Canon là thế tử, thì sự lý giải của họ về trận pháp cũng chỉ giới hạn ở mức mới cảm nhận được nguyên khí mà thôi. Hoàn toàn không biết sử dụng nguyên khí để tăng cường lực uy hiếp của trận pháp. Mà Long Nguyệt và Long Hình không như vậy, mỗi cú đấm của họ và mỗi nhát kiếm họ vung ra đều là những chiêu thức cấp nguyên khí. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thu hẹp khoảng cách cảnh giới với hai vị thế tử rồi. Tiếp theo, thứ có thể quyết định thắng bại của họ chính là kinh nghiệm chiến đấu của cả hai bên. Tuy nhiên, trên đời này, ngoại trừ Tiêu Chính Văn ra, thật sự rất khó tìm được người thứ hai có thể so sánh kinh nghiệm chiến đấu với Long Tôn. Bất kể là Long Hình hay Long Nguyệt đều đã đi theo Tiêu Chính Văn vào sinh ra tử trong không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ. Lần nào cũng đều là những trận chiến sinh tử, mỗi lần đều phải bò ra từ núi đao biển lửa. Mà lực cắn trả cực lớn của đám mây hình nấm khổng lồ đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Lâu Điêu, trong nháy mắt cơ thể hắn cứ như bị xé nát ra thành từng mảnh. Máu tươi chảy thành sông. Cùng lúc đó, Long Hình tuy cũng bị thương nặng nhưng tinh thần chiến đấu không hề giảm sút, càng chiến đấu càng hăng. Thân hình hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về hướng Lâu Điêu. Thấy mình đã không còn lực để chống đỡ nữa, Lâu Điêu vội hét lên, dừng lại. Chúng tôi nhận thua, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều choáng váng. Hai vị thế tử lại nhận thua trước hai người bình thường ngay sau đó, Long Hình quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Tính mạng của họ hoàn toàn không do Long Hình và Long Nguyệt quyết định, chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể quyết sống chết của bọn họ. Cậu Tiêu, đừng kích động. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để quyết chiến với lâu đài Versailles. Lý Chính Đạo vội vàng bước tới khuyên ngăn. Quỳ xuống, Tiêu Chính Văn dửng dưng nói hai chữ. Cả Lâu Điêu và Canon đều sững sờ, Tiêu Chính Văn dám bảo bọn họ quỳ xuống cầu xin tha mạng sao? Hoặc là quỳ, hoặc là chết. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn vang lên, Lâu Điêu và Canon đều rùng mình sợ hãi. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên xúc phạm các vị. Trong khi nói, Lâu Điêu và Canon thực sự đã quỳ xuống. Tiêu Chính Văn nhìn Ngụy Quốc Đào cười nhạo nói, thế nào? Trước kia tôi nói nhà họ Ngụy chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ông còn ý kiến gì khác không? Cậu, Ngụy Quốc Đào chỉ vào Tiêu Chính Văn, ông ta rất muốn phản bác, nhưng chuyện rành trước mắt không còn gì để nói. Thực lực mà Long Hình và Long Nguyệt thể hiện vừa nãy quá kinh người. Chưa kể Long Nguyệt chỉ mới gõ nhẹ vào hư không mà đã xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Đó chính là đòn cuối cùng của hai người, có thể nói là đủ sức khiến các nhân vật lớn có mặt phải kinh ngạc. Ngay cả Ngụy Quốc Đào cũng phải thừa nhận thực lực của Long Nguyệt và Long Hình vô cùng mạnh mà ông ta chưa từng thấy trong thánh vực nhiều năm qua. Hai võ giả bình thường, hơn nữa mới chỉ đạt cảnh giới bán bộ nhân vương mà đã có thể ép thế tử cao hơn bọn họ một cấp phải quỳ gối nhận thua. Đây chẳng phải là rất đáng kinh ngạc sao? Mặc dù Lâu Điêu và Canon không thể so sánh với Theodore, nhưng khoảng cách giữa võ giả bình thường và thế tử là vô cùng lớn. Cho dù là về tư cách hay là kinh nghiệm thì cũng vượt xa võ giả bình thường. Nhưng dù vậy, Lâu Điêu và Canon vẫn thất bại. Nếu cùng cảnh giới thì ngay cả thiên huyền của nhà họ Ngụy cũng chưa chắc có thể đánh bại được thế tử. Điều khiến Ngụy Quốc Đào kinh ngạc nhất chính là từ đầu đến cuối. Long Hình và Long Nguyệt chỉ sử dụng một loại trận pháp. Ngay cả Ngụy Quốc Đào cũng chưa bao giờ nghe nói về loại trận pháp này, cảm thấy nó thật kỳ lạ. Có thể nói, hai người bọn họ sử dụng một loại trận pháp giống nhau, tấn công quyết liệt khiến Lâu Điêu và Canon không thể chống trả. Điều này cho thấy trận pháp mà Tiêu Chính Văn dạy bọn họ còn tinh vi hơn nhiều so với thiên cực bát môn. Lâu Điêu và Canon đã thua,
hơn nữa còn thua dưới tay hai nhân vật nhỏ bé, anh Khổng thấy thế nào? Vẻ mặt của Chu Thụy Chân cũng trở nên nghiêm nghị. Ba người này không hề đơn giản, sở dĩ chúng ta cần hộ vệ bảo vệ, bởi vì cảnh giới hiện tại của chúng ta quá thấp. Mà hai người này chỉ là cấp dưới của Tiêu Chính Văn, nhưng lại có thể đánh bại thế tử như chúng ta. Cho dù thực lực của Lâu Điêu và Ca Nông không đủ, nhưng chung quy vẫn là thế tử. Quyết định trước đây của chúng ta hơi nóng vội. Khổng Tuyên nheo mắt, kiên nhẫn phân tích. Sự khác nhau lớn nhất giữa thế tử với đám cậu chủ nhà giàu là họ chỉ suy xét vấn đề từ góc độ thực tế. Một khi phát hiện ra suy nghĩ của mình là sai, bọn họ sẽ lập tức nhận sai, hơn nữa còn sửa chữa bằng hành động. Do đó bọn họ mới là người nổi bật nhất trong thế gia. Chúng ta có cần qua đó không? Chu Thụy Chân vừa nói vừa tiến lên một bước. Đi thôi, Khổng Tuyên đi theo Chu Thụy Chân về phía quảng trường. Không chỉ có hai người họ đi về phía quảng trường, mà ngay cả trong thánh vực cũng xuất hiện cầu vồng, dẫn tới hướng quảng trường. Một luồng ánh sáng vàng che khuất bầu trời, bao phủ trên bầu trời quảng trường, vô cùng chói mắt. Theodore dẫn theo hai vị thế tử ở lâu đài Versailles đến quảng trường. Lúc nhìn thấy Theodore, Lâu Điêu và Ca Nông vội vàng cúi đầu, thậm chí còn không dám nhìn vào ánh mắt của Theodore. Bọn họ đang quỳ gối nhận sai trước hai võ giả bình thường, chuyện này khiến lâu đài Versailles vô cùng mất mặt. Theodore không thèm liếc nhìn bọn họ, bởi vì loại người này chẳng có giá trị gì đối với Theodore. Thứ hắn cần là lợi ích thiết thực nhất. Mà trận chiến này đã khiến Theodore thấy được giá trị của Long Hình và Long Nguyệt, càng khiến Theodore thêm ngưỡng mộ Tiêu Chính Văn. Long Hình và Long Nguyệt hơi sững sờ trong chốc lát, sao Theodore lại tới đây? Lẽ nào muốn báo thù cho Lâu Điêu và Ca Nông sao? Nhưng trông Theodore mặt mày hớn hở, chẳng có chút thù địch nào cả, nụ cười trên mặt cũng vô cùng chân thành. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa đột nhiên truyền tới, cướp lời của Theodore, anh Tiêu. Những chuyện xảy ra trước đây chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi chân thành mong muốn anh có thể gia nhập cùng chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi có thể đối đãi với anh và hai thuộc hạ của anh như vệ sĩ thân cận của chúng tôi. Vừa dứt lời, Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên đã đến quảng trường. Chu Thụy Chân, cậu không cảm thấy nói lời này hơi lạc lõng sao? Lý Chính Đạo lạnh lùng hỏi. Trước đây hắn đối xử với Tiêu Chính Văn thế nào chứ? Hắn sai Tiêu Chính Văn làm việc vặt, thậm chí còn đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi bữa tiệc, bây giờ lại muốn lôi kéo Tiêu Chính Văn, hắn coi Tiêu Chính Văn là loại người gì vậy chứ? Theodore chắp một tay sau lưng, khinh thường nhìn Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên, sau đó mỉm cười tiến đến gần Tiêu Chính Văn, đưa tay ra nói, anh Tiêu, từ lúc anh đến Thánh Vực, tôi vẫn luôn dõi theo anh. Lâu đài Versailles chúng tôi đã nghe nói về những việc to lớn mà anh đã làm ở giới thế tục. Nếu không phải lo liệu nhiều việc vặt trong thánh vực thì tôi đã đến chào hỏi anh Tiêu từ sớm rồi. Hôm nay có thể gặp anh ở đây đúng là phúc phận ba đời của tôi, hy vọng anh Tiêu có thể gia nhập vào đại gia đình lâu đài Versailles chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Lời nói của Theodore nhẹ nhàng và tao nhã, như thể trước đây chưa từng xảy ra xung đột giữa lâu đài Versailles với Long Hình và Long Nguyệt. Sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt của Chu Thụy Chân trầm xuống, lạnh lùng nói, hừ, tôi đã gặp rất nhiều người vô liêm sỉ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người không biết xấu hổ đến mức độ như anh. Trước đây, anh dùng thế lực trong thánh vực, cưỡng ép hai người này ra khỏi thánh vực, sao anh không nghĩ họ là người của anh Tiêu? Chu Thụy Chân nói với Tiêu Chính Văn với vẻ mặt chân thành, anh Tiêu, chúng ta đều là người Hoa Quốc, bất luận là ở đâu, khi nào, người Hoa Quốc vẫn thân thiết như anh em một nhà. Hay là, thực ra Chu Thụy Chân biết rất rõ, sau khoảng cách trước đó, Tiêu Chính Văn chắc chắn không bao giờ gia nhập với bọn họ. Nhưng hắn và Khổng Tuyên vẫn đích thân đến, chẳng là vì trận pháp tinh xảo Long Nguyệt và Long Hình vừa thi triển mà thôi. Nếu có thể lấy được trận pháp này thì lực chiến của hai người bọn họ sẽ đạt tới một cấp bậc mới. Đến lúc đó, đuổi Tiêu Chính Văn đi, thậm chí là sai người ám sát Tiêu Chính Văn, thì cũng có ai biết là do bọn họ làm chứ. Trên đường tới đây, Khổng Tuyên còn bày cho Chu Thụy Chân một ý đồ vô cùng nham hiểm. Đó là trước tiên mời đám người Tiêu Chính Văn về trang viên, sau đó tổ chức một bữa tiệc đặc biệt cho ba người họ, đồng thời hạ độc vào đồ ăn và rượu, để đám người Tiêu Chính Văn hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, sau đó tra tấn dã man.
Nếu đám người Tiêu Chính Văn còn không chịu phục tùng thì sẽ dùng thế lực của bọn họ trong giới thế tục, bắt người nhà của đám người Tiêu Chính Văn đến thánh vực, lấy tính mạng của người nhà để đe dọa. Bây giờ cậu mới nhớ ra chúng ta là người một nhà sao? Mấy tiếng trước, lúc cậu đuổi cậu Tiêu ra khỏi trang viên, thái độ của cậu rất khác. Lý Chính Đạo lạnh lùng đáp. Từ ánh mắt thâm độc của Khổng Tuyên, Lý Chính Đạo đoán rằng đó là con cháu của Khổng Khâu, người mang đặc tính nham hiểm của Khổng Khâu, hiến kế thâm độc cho Chu Thụy Chân, cho nên Chu Thụy Chân mới ăn nói khép nép như vậy. Nhưng càng như vậy thì càng không thể khiến Tiêu Chính Văn lấy thân mạo hiểm. Cùng là thế tử, Lý Chính Đạo biết rất rõ người nhà họ Khổng đều vô cùng nham hiểm, chỉ có người thường không nghĩ ra được chứ không có gì bọn họ không thể làm. Ông Lý, ông nói vậy không đúng. Anh Tiêu, chắc anh vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ? Tôi là cháu trai đời 18 của Khổng Khâu, tức là con cháu nhà giáo dục vĩ đại Khổng Tử. Thực ra chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, bởi vì trước đó chúng tôi có chút xung đột với nhà họ Ngụy, cho nên mới đặc biệt đến xin lỗi nhà họ Ngụy. Mà anh Tiêu mới đến, đã làm sai gì chứ? Sao lại phải tham gia vào bữa tiệc tạ lỗi của nhà họ Ngụy? Làm vậy chẳng phải không công bằng với anh Tiêu sao? Hơn nữa chúng tôi đều là người Hoa Quốc, nếu có được lợi ích trong thánh vực, mọi người chia đều cho nhau chẳng phải là rất tuyệt vời sao? Vừa có thể tạo ra lợi ích lớn cho bản thân, vừa có thể tận chung với Hoa Quốc, đây là một mũi tên trúng hai đích sao? Khổng Tuyên cười nói giải thích. Nói láo, cùng là thế gia, có một số chuyện, nhà họ Khổng các người có thể lừa gạt người khác, nhưng không lừa nổi chúng tôi đâu. Khổng Khâu có tài đức gì mà dám mạo nhận nhà giáo dục vĩ đại của Hoa Quốc chứ? Bởi vì đệ tử không nhiều, tiền tài không bằng người ta, vậy mà lại quy cho người ta tội danh mưu đồ bất chính. Thử hỏi, luận về vô liêm sỉ, ai dám so bì với nhà họ Khổng các người? Lý Chính Đạo chỉ vào mũi Khổng Tuyên, lớn tiếng chất vấn. Ông, Khổng Tuyên bị Lý Chính Đạo chất vấn đến mức mặt đỏ bừng, nhưng không nói được lời nào. Mọi thế gia ở Hoa Quốc đều biết chuyện này, thậm chí còn trở thành trò cười của đám thế gia U Lục. Ngay cả Theodore cũng chế nhạo khinh thường, nhà họ Khổng không cần nói đến hai chữ nhân phẩm. Mọi người đều đến từ vùng ngoài lãnh thổ, bản chất của nhà họ Khổng thế nào, chúng tôi đều biết rõ. Có giảng đạo lý hay không, chúng tôi không biết, nhưng nói về độ nham hiểm, nhà họ Khổng đứng thứ hai, ai dám nhận thứ nhất đây? Nói xong, Theodore quay sang nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, lâu đài Versailles chúng tôi cũng có thể chia sẻ thành quả thắng lợi với anh, hơn nữa, chúng tôi có thể đại diện cho cả U Lục, hợp lực với Hoa Quốc. Đến lúc đó, chúng ta cùng hợp lực thống trị toàn cầu, Hoa Quốc và U Lục cùng làm chủ thế giới, tôi tin thiên tử Hoa Quốc cũng sẽ khen ngợi tài trí của anh Tiêu. Tiêu Chính Văn nãy giờ vẫn không nói một câu nào, chỉ im lặng nhìn đám thế tử này thể hiện, nhưng cảnh tượng này lại khiến Long Hình và Long Nguyệt cảm thấy hơi ngạc nhiên. Trước đây các thế tử này cao không với tới thế nào, họ có thể sẽ không thèm nhìn mình một cái nữa chứ đừng nói là kéo họ nhập bọn. Càng đừng nói đến lần trước hai người cùng đi vào thánh vực, kết quả bị người ta đuổi ra ngoài bằng thế lực. Nhưng bây giờ thì sao? Lâu Điêu và Canông quỳ xuống trước mặt họ. Người đứng đầu lâu đài Versailles là Theodore và thế tử nhà họ Chu của Hoa Quốc không tiếc công sức để lôi kéo họ về phe mình. Thay đổi này lớn đến mức nào? Ngay cả những gia tộc nhỏ đang định xem trò cười của họ đều nhìn họ đầy ghen tị. Thật ra trong thánh vực các gia tộc đến xem náo nhiệt cực kỳ nhiều nhưng thế lực lớn lại chỉ có mấy gia tộc. Bây giờ mọi người đã có đồng thuận rằng chỉ có hai thế lực lớn là lâu đài Versailles và Chu Thụy Chân mới có thể lấy được vận khí Âu Lục. Còn nhà họ Ngụy là phe trung lập có thể giải quyết kết quả cuối cùng của hai bên, cho dù bên nào có thể gia nhập vào với họ thì đều có thể lấy được lợi ích cuối cùng. Mà mọi thứ đều quyết định bởi cuộc chiến lúc nãy, đây cũng chứng tỏ một phần nào đó là Tiêu Chính Văn mới là ông lớn tiềm ẩn tài năng đó. Có lẽ giữa anh và Thiên Hành vẫn chưa biết là ai mạnh ai yếu. Long Nguyệt và Long Hình đều quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn như cũng đang đợi anh đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ im lặng nghe Theodore và Khổng Tuyên nói, không tỏ rõ thái độ của mình. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, sắc mặt Chu Thụy Chân không khỏi xa sầm lại. Thật ra hắn và Theodore đều biết rõ suy nghĩ của đối phương, muốn lôi kéo Tiêu Chính Văn nhập bọn chỉ là tìm cớ mà thôi. Chỉ cần đối phương gia nhập về phe của thì chắc chắn sẽ phải chia đều tài nguyên, khi Tiêu Chính Văn giao kỹ thuật bí mật trận pháp cũng là lúc anh ta mất đi giá trị lợi dụng.
còn sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn thì họ không để tâm, thậm chí là xem thường. Người tài năng trong thánh vực quả thật quá nhiều, người xuất sắc hơn Tiêu Chính Văn lại càng nhiều. Dù không lôi kéo được thiên hành thì chỉ riêng thân phận của họ cũng có thể lôi kéo được vài thế tử của các gia tộc nhỏ. Còn Tiêu Chính Văn cùng lắm chỉ gặp may mắn nên mới có được hai bộ bí thuật trận pháp, trên người anh ta có thể khai thác được bao nhiêu tiềm năng chứ? Nếu truyền hai bộ kỹ thuật bí mật trận pháp này cho hộ vệ của mình hoặc nhân vương cấp 2, thậm chí là sự tồn tại mạnh hơn thì như hổ mọc thêm cánh với họ thôi. Hơn nữa cả thánh vực ai mà không biết sức mạnh của thiên hành. Dù Tiêu Chính Văn có mạnh hơn nữa thì có thể so được với thiên hành sao? Đúng là nực cười. Anh Tiêu, tôi mong anh nghĩ kỹ lại, có thể đây là cơ hội duy nhất để anh có thể hợp sức với chúng tôi. Hơn nữa hợp sức với gia tộc của Hoa Quốc cũng sẽ có nhiều lợi ích cho sự phát triển sau này của anh. Tôi nghe nói trước đó anh đã đắc tội với Nam Danh Đại Sơn, còn giết mấy người kế thừa Hằng Sơn. Nếu mấy gia tộc lớn bọn tôi nói giúp anh thì có lẽ Hằng Sơn vẫn có thể tha thứ cho những hành động trước đây của anh. Người ta nói cơ hội không thể để mất, mất rồi cũng không còn nữa. Anh Tiêu, quyết định của anh không chỉ liên quan đến một mình anh mà vận mệnh sau này của Điện Thần Long cũng đang nằm trong tay anh. Chu Thụy Chân cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói của hắn vẫn ẩn chứa chút uy hiếp. Rõ ràng là đang nói cho Tiêu Chính Văn biết nếu không gia nhập vào phe của hắn thì hậu quả sau này rất nghiêm trọng. Ồ, theo như anh nói thế thì có thể gia nhập về bất kỳ phe nào của các anh, tôi nên cảm thấy vinh hạnh à. Tiêu Chính Văn cười khẩy, cuối cùng lên tiếng nói. Điều đó là đương nhiên, anh đừng quên năm Đại Danh Sơn đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của Hoa Quốc. Huống hồ Hằng Thiên đã có lịch sử mấy nghìn năm lại bị anh chặt đứt, điều này gần như đồng nghĩa với việc hủy diệt tương lai của Hằng Sơn. Nếu cường giả ở ngoài lãnh thổ của Hằng Sơn truy cứu thì anh gánh nổi không? Khổng Tuyên lạnh lùng, bĩu môi đe dọa nói. Anh Tiêu, lâu đài Vexai chúng tôi không tiện nhúng tay vào việc Hoa Quốc các anh nhưng có một việc anh cũng nên biết, so với các thế tử này của bọn tôi thì dù võ giả bình thường của các anh lấy được vận khí của Hoa Quốc cũng không có giá trị thực tế. Đằng sau không có gia tộc lớn mạnh làm chỗ dựa, ngược lại vận khí Âu Lục sẽ trở thành củ khoai nóng bỏng tay, huống gì trong thánh vực còn một người tài năng chưa lộ mặt. Thế nên anh ủng hộ hay phản đối cũng không quan trọng với bọn tôi, nhưng nếu bây giờ cậu có thể chọn được phe cánh, có lẽ sẽ có ích rất lớn cho tương lai của anh. Giọng Theodore khách sáo hơn Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên rất nhiều, hơn nữa không hề có ý đe dọa, uy hiếp Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vẫn mỉm cười. Trong mắt không có chút thiện ý nào với các thế tử kiêu ngạo này. Anh biết rõ mục đích của đám người này, nếu so về tính cách thì Tiêu Chính Văn từng chỉ huy quân đội hàng nghìn người, dù không có các gia tộc dẫn dắt thì các gia tộc lớn cũng chắc chắn không thể nào so với anh về tính tình và chiến lược. Thấy Tiêu Chính Văn vô lễ như thế, ông đồng híp mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta nghĩ trận chiến vừa rồi chỉ là do may mắn. Dù sao đối phương cũng không có giao ước khi đánh mà là nhất thời đánh nhau trên đường phố. Nói cách khác, Lâu Điều không hề chuẩn bị gì, còn Tiêu Chính Văn rất có thể muốn lấy lại thể diện khi bị đuổi ra ngoài trước đó nên đã bảo Long Nguyệt và Long Hình chuẩn bị. Lúc này mới xảy ra cảnh tượng vừa rồi. Nếu đánh thêm một trận nữa, có lẽ Long Hình và Long Nguyệt không còn là đối thủ của Lâu Điều và Ca Nông rồi. Như thế Tiêu Chính Văn cũng chỉ nhân cơ hội này để nổi danh mà thôi. Nhưng sức mạnh của thật sự của mình không hề thay đổi, muốn dựa vào chiến tích vừa rồi muốn lợi dụng điểm yếu của thế tử, đòi nhiều lợi ích với thế tử, Tiêu Chính Văn đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Dường như đoán được suy nghĩ của ông Đồng ở sau lưng, Chu Thụy Chân chắp một tay ra sau, lạnh lùng nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, trận chiến lúc nãy quả thật không tầm thường chút nào, nhưng trận đó quá bất ngờ. Thắng dựa vào may mắn thường không duy trì được lâu. Thật ra có thể cho phép anh gia nhập vào phe bọn tôi đã là nhường bộ cao nhất của bọn tôi rồi, còn lợi ích gì đó thì sẽ ban thưởng vào ngày có công trạng. Chu Thụy Chân nói thẳng ra ý của mình, lời ngoài ý trong chính là trước khi Tiêu Chính Văn lấy được khí vận Âu Lục giúp họ thì đừng nghĩ đến một phần lợi ích từ họ. Đúng thế, nếu trận chiến này chỉ là vì anh muốn gây sự chú ý của bọn tôi thì anh đã đạt được mục đích rồi. Nhưng một khi chuyện này truyền ra ngoài, không lâu sau các anh sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người trong thánh vực. Thế nên nhanh chóng tìm một chỗ dựa vững chắc mới là việc cấp bách của các anh. Khổng Tuyên cũng cười khẩy lợi dụng điểm yếu nói.
Người phụ nữ yêu kiều nãy giờ đứng cạnh Khổng Tuyên luôn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn nhưng trong mắt lại lóe lên sự kỳ lạ. Thế tử, chắc chắn người này chỉ mới là cảnh giới nhân vương cấp 1. Mặc dù tôi không biết anh ta ẩn tu vi bằng cách nào nhưng trước mặt tôi không thể che giấu được thực lực thật sự cả. Nghe cô ta nói thế Khổng Tuyên cũng khẽ cười nhạo. Xem ra quả nhiên như hắn nghĩ Tiêu Chính Văn chẳng có thực lực gì, chỉ muốn dựa vào trận chiến với đám người Lâu Điêu để gây chú ý với hai thế lực lớn. Lấy được lợi ích lớn nhất từ đó. Anh Chu, Kiều Nhi đã nhìn thấy rồi, Tiêu Chính Văn chỉ là một con gà yếu ớt nhân vương cấp 1 thôi. Tôi thấy 80% là hắn muốn mượn tay chúng ta để lấy nhiều lợi ích hơn. Nếu còn tranh với lâu đài Vexai nữa thì không có nghĩa lý gì, chỉ trúng kế của tên này thôi. Khổng Tuyên hạ thấp giọng, nhỏ đến mức chỉ có hắn và Chu Thụy Chân có thể nghe được. Ồ, mấy lời của cô ta lại khiến Chu Thụy Chân sửng sốt. Trước đó Chu Thụy Chân nghĩ ngay cả cấp dưới của Tiêu Chính Văn cũng có thể đánh bại được hai thế tử thì thực lực của Tiêu Chính Văn ít nhất cũng là nhân vương cấp 2, thậm chí có thể là cấp bậc cao hơn. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại dùng thuật che mắt trước mặt họ. Hừ, còn dám lừa gạt trước mặt chúng ta, đây không phải là hành động khôn ngoan chút nào. Anh Tiêu, bọn tôi còn việc gấp, nếu anh nghĩ kỹ rồi thì có thể đến trang viên nhà họ Chu tìm tôi, tạm biệt. Nói rồi Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên lười liếc nhìn Tiêu Chính Văn thêm một cái bèn xoay người rời đi. Thấy Chu Thụy Chân ban nãy vẫn còn dốc sức muốn tranh giành Tiêu Chính Văn đột nhiên quay người muốn đi, gần như tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngay cả Ngụy Quốc Đào cũng thấy khó hiểu trước hành vi này của Chu Thụy Chân. Thế tử Chu định đi như thế thật sao? Ngụy Quốc Đào nhíu mày hỏi. Chu Thụy Chân hừ một tiếng, khinh thường nói, tài nguyên của chúng ta cũng rất có hạn. Không có tài nguyên dư thừa để lãng phí cho một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 1. Hai chữ cao thủ mà hắn nói ra phải được để trong dấu ngoặc kép. Nhân vương cấp 1 quả thực được coi là cao thủ ở trong thế tục, thế nhưng ở trong thánh vực thì lại tóm được cả đống, ai lại đi lãng phí thời gian và sức lực lên trên người nhân vương cấp 1 cơ chứ? Lời này vừa thốt ra, ngay cả Theodore cũng trở nên đờ đẫn. Trước đây, tư thái thong dong bình thản của Tiêu Chính Văn quả thực đã dọa được không ít người. Đặc biệt là khi đối diện với nhân vật lãnh đạo quân đội của hai thế lực lớn, Tiêu Chính Văn vẫn mặt không đổi sắc, điều này đã đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của anh không phải là thứ có thể xem thường. Cộng thêm việc bên cạnh Theodore không có sự tồn tại của loại quái thai kỳ dị như Kiều Nhi, tu vi của Tiêu Chính Văn lại quá đỗi thần bí, dù nhìn thế nào thì cũng chẳng có khác biệt gì so với người bình thường. Theodore càng thêm kiên định với suy nghĩ phải lôi kéo được Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, những lời này của Chu Thụy Chân lại khiến cho lòng hắn trầm xuống. Lẽ nào đối phương đang tung hỏa mù? Không thể nào, từ trong ánh mắt khinh thường kia của Chu Thụy Chân, không khó để nhìn ra hắn đã hoàn toàn mất đi hứng thú với Tiêu Chính Văn. Trước mắt, trận đấu của đôi bên đang sắp sửa bước vào giai đoạn ác liệt, Chu Thụy Chân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm mất đi một người tài giỏi để tính kế với hắn. Ồ, nhân vương cấp 1, thế tử Chu không phải đang nói đùa với chúng tôi đấy chứ? Theodore gào lên về phía Chu Thụy Chân. Mấy người tin hay không thì tùy, dù sao thì tôi cũng không có quá nhiều hứng thú với một kẻ yếu ớt ở cảnh giới nhân vương cấp 1. Mọi người xin cứ tự nhiên, tôi vẫn có việc cần giải quyết nên không ở lại thêm được nữa. Nói xong, Chu Thụy Chân liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn một cái, trong lòng càng nở một nụ cười lạnh lùng không thôi. Chơi trò này với mấy thế tử như bọn họ, Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ rồi. Chỉ đáng tiếc cho hai hạt giống tốt là Long Nguyệt và Long Hình lại trở thành công cụ thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Thấy hai người Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên đã thật sự mất đi hứng thú với Tiêu Chính Văn, Theodore cũng tự mình cười khổ, nói với Lâu Điêu và Canông phía bên dưới còn quỳ ở đấy làm cái gì. Còn không mau đi thôi. Nói xong, Theodore phất ống tay áo rồi quay người rời đi. Sớm biết đối phương là nhân vương cấp 1, Theodore thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Tiêu Chính Văn lấy một lần, càng sẽ không tới lôi kéo Tiêu Chính Văn. Đường đường là thế tử mà lại phải đi giảng hòa với một nhân vương cấp 1, truyền ra ngoài thì sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Lâu Điêu và Canông thấy mặt Theodore có vẻ giận dữ thì nào dám nhiều lời. Vội vàng đứng dậy đuổi theo về phía Theodore. Ông Đồng không vội rời đi mà chỉ chắp hai tay sau lưng, tiến lên trước một bước. Quan sát Tiêu Chính Văn từ trên xuống dưới một lượt rồi cười lạnh lùng nói, cậu thật sự coi thánh vực là thế tục đấy à?
Tôi đã từng nói với cậu từ lâu rồi, cao thủ ở nơi này nhiều không đếm xuể. Loại trò hề thích thu hút sự chú ý như cậu, áp dụng trong thế tục thì có thể sẽ có người bị cậu lừa, thế nhưng ở thánh vực thì gần như cậu đã lộ tẩy hết rồi. Tôi hy vọng cậu tự biết phải làm gì, bây giờ cậu đã trở thành mục tiêu công kích rồi, tốt nhất là cậu nên chủ động hiến dâng bí kỹ trận pháp mà hai người đó đã học lên cho Thế tử Chu, nếu không đợi đến khi đại nạn ập tới thì có muốn hiến dâng cũng không còn cơ hội nữa rồi. Ông Đồng lạnh lùng nhìn hai người Long Hình và Long Nguyệt, trong ánh mắt mang theo vẻ thương xót, nói, dẫu sao thì vận mệnh của mấy người cũng đã được an bài rồi, người xưa có câu, phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu như dâng cho người Hoa Quốc, ít nhất sau khi mấy người chết thì vẫn có người dựng bia mộ cho. Nếu không e rằng mấy người sẽ phải bỏ mạng ở nơi hoang dã. Nếu như ban nãy vẫn chỉ là âm thầm uy hiếp thì những lời bây giờ của ông Đồng rõ ràng đã giống như lợi dụng điểm yếu để trắng trợn uy hiếp người khác. Hơn nữa, dù mấy người Tiêu Chính Văn có giao bí kỹ trận pháp ra hay không, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là cái chết. Từ đó có thể thấy được rằng từ đầu tới cuối, những người này đều không coi mấy người Tiêu Chính Văn như là con người. Ở trong mắt bọn họ, giá trị duy nhất của Tiêu Chính Văn chỉ là hai bộ trận pháp đó mà thôi. Bây giờ cảnh giới của Tiêu Chính Văn đã bị công khai cho mọi người biết hết rồi, đối diện với một kẻ yếu ớt ở cảnh giới nhân vương cấp 1 thì còn cần phải đe dọa dụ dỗ hay sao? Cử bừa hai tên bề dưới ra tay tranh cướp là được rồi. Với xuất thân của cậu, căn bản không thể sở hữu loại trận pháp huyền ảo như vậy. Tôi hoài nghi hai bộ bí thuật trận pháp mà cậu dạy cho bọn họ có lai lịch không chính đáng. Nói không chừng là trộm từ năm đại danh sơn, nếu như cậu không muốn liên lụy tới người nhà thì tốt nhất hãy giao nộp ra sớm một chút, đợi sau khi chúng tôi điều tra ra chứng cứ thì cũng nể tình cho mấy người được chết toàn thây. Khổng Tuyên cười hiểm ác và nói với dáng vẻ uy hiếp. Lời này vừa thốt ra, Chu Thụy Chân không khỏi nhíu mày. Thật ra hắn cũng đã có ý định muốn tranh cướp. Chỉ là trước mặt quá nhiều người bên trong đại sảnh mà nói ra mấy lời này thì thật sự tổn hại tới thanh danh của Thế tử. Anh Khổng, chú ý cách dùng từ của anh. Dù là cướp thì cũng cần phải tìm cơ hội. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nhà họ Khổng của anh không cần thể diện nhưng nhà họ Chu chúng tôi vẫn cần. Chu Thụy Chân nói xong thì thẳng thừng quay người rời đi. Sợ Khổng Tuyên sẽ lại nói thêm lời gì không cần mặt mũi, ảnh hưởng tới thân danh của nhà họ Chu. Thấy mấy thế tử đồng loạt quay người rời đi, Ngụy Quốc Đào không khỏi cười lạnh lùng, nói với Tiêu Chính Văn, ếch ngồi đáy giếng chung quy vẫn là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Mấy cái trò hề này của cậu mà cũng dám lấy ra biểu diễn ở thánh vực. Bây giờ cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị hai thế lực lớn vứt bỏ công khai, trong lòng Ngụy Quốc Đào rõ ràng còn ngọt hơn cả ăn mật. Vừa nghĩ tới câu nói mà Tiêu Chính Văn chất vấn ông ta ban nãy. Ngụy Quốc Đào hận tới độ chân răng phát ngứa, chỉ muốn ra tay giết chết Tiêu Chính Văn ngay lập tức, chém anh ra làm tám mảnh thì mới có thể hạ giận. Thấy Tiêu Chính Văn cười mà không nói, Ngụy Quốc Đào lại hừ một tiếng, nói, tên họ Tiêu kia, tôi đã nhìn ra cậu không phải thứ tốt đẹp gì từ lâu, quả nhiên là như vậy, so về mua danh trục lợi thì cậu thật sự là hạng nhất. Nói tới đây, Ngụy Quốc Đào lại quay sang nói với hai người Long Nguyệt và Long Hình, hai vị, tôi đã nói với hai người từ lâu rồi. Đi theo cậu ta thì sẽ không có quả ngon để ăn ở trong thánh vực đâu, giờ thì thế nào? Chưa hết một buổi chiều đã đắc tội với cả hai thế lực lớn, lẽ nào hai người vẫn muốn đi theo cậu ta tìm lấy cái chết sao? Nếu như không có bất ngờ thì tối ngày hôm nay chính là thời khắc cuối cùng của mấy người rồi, tôi sẽ cho mấy người thêm thời gian một tiếng đồng hồ để suy nghĩ, nếu như mấy người vẫn mê muội không chịu tỉnh ngộ thì đừng có trách tôi ra tay độc ác. Ngụy Quốc Đào lúc này cũng hoàn toàn xé toang lớp mặt nạ, không chút khách khí uy hiếp. Long Nguyệt và Long Hình đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn lại chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Chính Văn đột nhiên vang lên. Anh cúi đầu nhìn, cái tên trên màn hình hiển thị lại là Tần Vũ. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, sau đó tách khỏi đám đông, đi tới một góc không có người rồi mới bấm nghe, anh Tần. Anh tìm tôi. Ôi chao, cậu Tiêu, xảy ra chuyện rồi, tôi gọi cho cậu không dưới 100 cuộc điện thoại, sao cứ luôn ở ngoài vùng phủ sóng thế, Tần Vũ nói với vẻ sốt ruột. Sao thế, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Không ổn rồi, con đường dẫn tới vùng ngoài lãnh thổ xuất hiện một đám đông những kẻ mặc áo đen, nghe nói những người này đều là huyết tộc của vùng ngoài lãnh thổ.
Hơn nữa, bọn chúng còn mang theo cả thú dữ của vùng ngoài lãnh thổ cùng trở về thế tục. Huyết tộc vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn nghe xong mấy chữ này thì trong lòng không khỏi trầm xuống. Những người này không phải là quỷ hút máu như trong lời đồn mà là một đám người hung ác tu luyện tà pháp và coi trời bằng vung. Tất cả thế gia và tông môn của vùng ngoài lãnh thổ đều lấy huyết tộc ra để hình dung về những võ giả đam mê chém giết này. Tình hình nghiêm trọng không? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Ôi, tạm thời thì ổn định hơn một chút, chỉ là không biết lúc nào sẽ lại xảy ra đại loạn. Tần Vũ vừa thở dài vừa thuật lại vắn tắt một lượt sự tình phát sinh trong hai ngày gần đây cho Tiêu Chính Văn nghe. Vào ngày thứ hai kể từ lúc Tiêu Chính Văn rời khỏi Hoa Quốc, một đám người mặc đồ đen đột nhiên xông vào trong lãnh thổ Hoa Quốc. Ngay lập tức ra tay với quân đội phòng ngự biên giới, không chỉ có một doanh trại bảo vệ biên giới bị đám người mặc đồ đen này tàn sát mà mười mấy thôn xóm xung quanh cũng bị giết hết sạch. Chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ, năm đại danh sơn cũng có tin dữ. Một cao thủ cấp phó viện trưởng của Thiên Sơn bị bốn người thần bí bao vây tấn công, tình trạng lúc chết hết sức thảm thương, máu trên người đều bị rút cạn, hóa thành một bộ xương khô ngay tại chỗ. Hơn nữa, Hằng Sơn trước đây bị Tiêu Chính Văn san phẳng, lúc này đã bị đám người thần bí này chiếm cứ và trở thành cứ điểm của bọn họ. Ngay cả phạm vi mấy chục dặm xung quanh Hoa Sơn cũng chìm trong biển xương màu máu, dù là ngày hay đêm thì cũng vang lên tiếng gào khóc không ngừng. Người dân ở vùng lân cận đã đồng loạt bỏ đi hết rồi. Anh đang nói Hằng Sơn và Hoa Sơn đã bị bọn chúng chiếm cứ hết rồi ư? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Không sai, nghe nói những người này còn giết cả tới Dược Vương Cốc, Dược Sư Hoàng liều mạng chống trả, cuối cùng bị trọng thương thì mới tạm gọi là đánh cho bọn chúng rút đi được, thế nhưng Dược Vương Cốc cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tần Vũ nói tới đây thì không khỏi nghẹn ngào. Thật ra đại loạn ở thế tục không chỉ có như vậy, rất nhiều thế gia lớn cũng bị đám người mặc đồ đen này công kích, ngay cả nhà họ Trương ở Thiên Sơn thì cũng rơi vào nguy hiểm. Nếu như không phải Thiên Sơn dồn toàn lực tương trợ nhà họ Trương thì giờ phút này nhà họ Trương đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Ngay cả các tông môn lớn như Võ Thần Tông cũng bị đám người mặc đồ đen này tiến công. Trong số này, chỉ có Võ Thần Tông là dễ dàng đánh tan sự xâm phạm của đám người mặc đồ đen. Những tông môn khác thì gần như đều không có ngoại lệ, tất cả đều chìm trong những trận chiến gian khổ. Thậm chí có không ít tông môn còn bị đám người mặc đồ đen này chiếm cứ, ngay cả đệ tử tông môn cũng bị thu phục hết toàn bộ. Có thể nói, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, không chỉ có Hoa Quốc mà gần như các nơi trên thế giới đều đã chìm trong sự hỗn loạn. Đặc biệt là nước Phi Hào vừa mới bị cắt xén cả võ tông thì dường như không còn chút sức đối kháng nào nữa. Tất cả đã rơi vào tay chúng chỉ trong một đêm. Không ít người Vi Hào còn biến mất hết ngay trong đêm, thậm chí còn có lời đồn nói rằng những người mặc đồ đen này đã coi người Vi Hào như là đồ ăn mà ăn sạch hết toàn bộ. Ngay lập tức, các nơi trên thế giới đều không ngừng đồn thổi, hơn nữa tại một thành phố lớn một nhân khẩu đạt tới hàng triệu người của Phi Lục thì cũng thất thủ hết toàn bộ chỉ trong vòng một đêm. Mễ Quốc ở Mỹ Lục cũng bị đám người mặc đồ đen tấn công, triển khai chém giết đẫm máu. Vô số vệ tinh đều chụp được những cảnh tượng hết sức thảm thương. Ngay lập tức, cả thế tục đều bị chấn động. Vào ngày xảy ra chuyện, Tần Vũ đã ngay lập tức liên lạc với Tiêu Chính Văn. Đáng tiếc là khi đó Tiêu Chính Văn đã vào thánh vực nên căn bản không có tín hiệu điện thoại. Nếu như không phải khi trước Tiêu Chính Văn phá vỡ những quy tắc ở đây thì cho tới bây giờ e rằng Tần Vũ vẫn chẳng thể gọi điện được cho anh. Hoa Quốc đã rơi vào hỗn loạn ư? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Tần Vũ khẽ lắc đầu nói, tạm thời Hoa Quốc vẫn coi như an toàn, năm đại danh sơn ngoại trừ Hằng Sơn và Hoa Sơn ra thì đều đã ngăn chặn được sự tiến công của đám người này, hơn nữa nhà họ Trương và nhà họ Lý cũng bình an vô sự. Sự tiến công vào Võ Thần Tông và Dược Vương Cốc cũng lần lượt bị dẹp tan, tạm thời thì Hoa Quốc vẫn coi như an toàn, sau khi đám người mặc đồ đen này chiếm lĩnh được tông môn của mấy võ tông thì không còn gây thêm chuyện nữa. Thế nhưng tôi cảm thấy dường như bọn chúng vẫn có âm mưu lớn hơn. Nói thật thì sự tĩnh lặng trước trận đại chiến này mới khiến cho Tần Vũ lo lắng nhất. Hoa Quốc có thể nói là một trong số ít những quốc gia trên thế giới có thể ngăn chặn toàn diện được sự xâm phạm của đám người mặc đồ đen. Giống như một số nước nhỏ thì đã trực tiếp bị đám người mặc đồ đen chiếm lĩnh và cho tắm máu luôn rồi. Đặc biệt là nước Bổng ngay sát cạnh Hoa Quốc. Ngoại trừ một số thanh niên được giữ lại làm cu ly ra thì gần như cả nước đều đã bị giết hết sạch sẽ.
Hơn nữa, vào lúc chưa bị xâm lược thì những quốc gia này cũng không khoanh tay chờ chết, thậm chí nước Bổng và nước Vi Hào còn cử ra toàn bộ bộ đội tinh nhuệ của mình đi tới ứng chiến. Kết quả chưa tới một tiếng đồng hồ, toàn quân đã bị tiêu diệt. Thông qua tư liệu hình ảnh mà vệ tinh gửi về, tất cả vũ khí nóng căn bản không thể tạo ra bất kỳ tổn hại gì với đối phương. Nếu như còn không liên lạc được với Tiêu Chính Văn thì Tần Vũ sắp sửa cuống tới phát điên luôn rồi. Ừ, nếu là như vậy, trước khi quyết chiến diễn ra chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian tĩnh lặng, tôi nhất định sẽ trở về nhanh nhất có thể. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp máy. Mấy huyết tộc này có lẽ là cường giả vùng ngoài lãnh thổ, hoặc là do thiên đạo minh ước cố ý thả ra. Nếu không, vùng ngoài lãnh thổ có nhiều cao thủ như thế, sao có thể thả cho bọn chúng trở về thế tục? Xem ra kế hoạch khi trước của chúng ta buộc phải thay đổi đôi chút rồi. Tiêu Chính Văn nói rồi lấy hai bình thuốc nhỏ ra từ trên người, đưa cho hai người Long Nguyệt và Long Hình. Ban đầu, Tiêu Chính Văn còn định để cho hai người bọn họ rèn luyện thêm một khoảng thời gian nữa ở Thánh Vực, tích lũy một số kinh nghiệm chiến đấu, nhân tiện từ từ nâng cao cảnh giới. Thế nhưng sau khi xảy ra chuyện này, Tiêu Chính Văn buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, để cho Long Hình và Long Nguyệt mau chóng nâng cao cảnh giới, kết thúc sự phân tranh trong Thánh Vực một cách nhanh nhất. Long Vương, xảy ra chuyện gì vậy? Long Hình đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn rồi nhỏ giọng hỏi. Không ít huyết tộc từ vùng ngoài lãnh thổ trở về thế giới thế tục, bây giờ đã gây ra đại loạn trên thế giới rồi. Có điều Hoa Quốc tạm thời vẫn coi như bình lặng, dù là như vậy thì chúng ta vẫn buộc phải nhanh chóng giải quyết sự phân tranh ở đây và trở về thế tục sớm một chút. Tiêu Chính Văn nói xong thì bay lên trên không, hướng về phía khách sạn. Long Hình và Long Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng theo Tiêu Chính Văn trở về khách sạn với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi trở về khách sạn, Tiêu Chính Văn lại để cho Long Hình và Long Nguyệt uống hết số phá thần đan kia, đồng thời giúp hai người họ tiếp tục đột phá cảnh giới. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn cũng đang áp chế cảnh giới của bản thân, cùng với hai người Long Hình và Long Nguyệt khởi động mô hình đột phá liên tiếp. Cùng với một tiếng vang kinh thiên động địa, cả bầu trời Thánh Vực đều lóe lên vô số tia sét. Cả bầu trời đều biến thành sắc tím đỏ, hơn nữa mặt đất cũng chấn động theo, những dãy núi xung quanh cũng phát ra những tiếng vang ầm ầm. Mặc dù quy tắc của Thánh Vực đã bị thay đổi từ lâu, thế nhưng Thánh Vực vẫn là một không gian bên ngoài nghiêm cấm đột phá cảnh giới. Mấy người Tiêu Chính Văn tiến hành đột phá trắng trợn như vậy đương nhiên sẽ dẫn tới hiện tượng dị thường. Đặc biệt là khi ba người gần như đồng thời đột phá cùng một bậc cảnh giới thì càng khiến cho nơi này trở nên chấn động. Vào lúc mọi người đồng loạt phát ra những tiếng kinh hô nghi hoặc, một vòng xoáy cực đại đã được hình thành trên bầu trời, bên trong trung tâm vòng xoáy là vô số tia sét màu tím đang đan chéo vào nhau bên trong tầng mây. Thậm chí có rất nhiều cây cổ thụ cao chọc trời cũng bị nhổ lên tận gốc rồi hút thẳng lên trên không trung. Lá gan lớn quá! Thật sự coi nhà họ Ngụy chúng ta là vật làm cảnh hay sao? Hai mắt Ngụy Quốc Đào gần như sắp phun ra lửa, rõ ràng lúc này ông ta đã thật sự nổi điên rồi. Lần trước mấy người Tiêu Chính Văn đã gây ra ồn ào rất lớn bên trong Thánh Vực. Thế nhưng vừa mới chớp mắt một cái đã lại phá vỡ quy định của Thánh Vực thêm lần nữa. Rõ ràng mấy người Tiêu Chính Văn căn bản không coi mấy thế lực lớn trong Thánh Vực ra gì. Nếu như còn không dằn mặt bọn chúng thì e rằng sau này Thánh Vực sẽ không còn ngày nào được yên ổn nữa. Nhìn thấy hiện tượng dị thường khủng bố phía chân trời, Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên cũng không khỏi ngẩn ra. Lẽ nào mấy người Tiêu Chính Văn lại đang đột phá? Chu Thụy Chân cau mày, nhìn về phía lôi vân màu tím và vòng xoáy cực đại phía chân trời kia với vẻ mặt khó hiểu. Ngay cả ông Đồng cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như nói trước đây thực lực của mấy người Tiêu Chính Văn căn bản chẳng đáng là gì, thế nhưng vào lúc Tiêu Chính Văn đặt chân lên cảnh giới nhân vương cấp 2 thì sự việc đã hoàn toàn khác. Thánh vực quả thực không phải là thế tục, thế nhưng cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 trở lên thì vẫn chỉ có hạn. Không chỉ có Chu Thụy Chân lộ ra vẻ nghiêm trọng, ngay cả Theodore cũng không khỏi đưa ánh mắt hướng về phía khách sạn mà mấy người Tiêu Chính Văn đang ở. Lẽ nào trước đây chúng ta đều sai rồi hay sao? Theodore trầm ngâm nói. Mà lúc này, thành phố Thiên Nam đang ở vào nơi trung tâm nhất của cơn bão tố. Một lực hút rất lớn không chỉ hút cây cối lên trên không trung mà thậm chí không ít những tòa nhà cao tầng cũng bị hút cả móng nhà lên theo. Người đâu, sau tiếng gầm lên phẫn nộ của Ngụy Quốc Đào, mười mấy cao thủ nhà họ Ngụy đồng loạt bày ra khí thế kinh người,
mười mấy trụ ánh sáng lập tức bay vút lên trên cao từ bên trong biệt thự nhà họ Ngụy, hướng thẳng về phía khách sạn kia. Mặc dù bây giờ vẫn là buổi chiều, thế nhưng mây đen bất tận trên bầu trời đã hoàn toàn che lấp hết ánh mặt trời, không ít nơi thậm chí còn tối như đêm đen. Vậy nên mười mấy trụ ánh sáng này chợt trở nên cực kỳ chói mắt. Gia chủ, chúng tôi, giết sạch hết mấy kẻ điên cuồng làm nhũng loạn thánh vực đó đi. Ngụy Quốc Đào nhảy vọt một bước, xuất hiện trong hư không. Mà mười mấy bóng người sau lưng ông ta cũng bay về phía khách sạn nơi mấy người Tiêu Chính Văn đang ở với tốc độ kinh người. Nhìn thấy mấy người Ngụy Quốc Đào chém giết về phía khách sạn, Chu Thụy Chân cười lạnh lùng, nói, hừ, đúng là không biết tốt xấu, dám đột phá bên trong thánh vực thì cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nói xong hắn phất ống tay áo, quay người trở vào bên trong chờ tin vui. Ở một nơi khác, Ngụy Quốc Đào bừng bừng lửa giận đích thân dẫn mười mấy cao thủ nhà họ Ngụy bay tới khoảng trời bên trên khách sạn chỉ trong nháy mắt. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhảy vọt một bước, bay lên trên bầu trời nhìn về phía mấy người nhà họ Ngụy ở nơi xa. Sự đối đầu của đôi bên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của vô số người. Phải biết rằng, người ra tay lần này là Ngụy Quốc Đào. Mặc dù thực lực của ông ta không phải là cao nhất ở trong thánh vực, thế nhưng sau lưng ông ta là cao thủ số ở thánh vực thiên hành. Dù là mấy người Theodore và Chu Thụy Chân thì cũng không dám tùy tiện động tới thiên hành. Mà Tiêu Chính Văn chỉ vừa mới tới, đối diện với đao binh của Ngụy Quốc Đào thì có khác gì với việc tìm chết đâu cơ chứ. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã bị mười mấy cao thủ bao vây xung quanh. Giết chết bất luận tội. Ngụy Quốc Đào dùng tay chỉ vào Tiêu Chính Văn, phẫn nộ gầm lên một tiếng. Xoạt xoạt xoạt, mấy chục tia sáng gần như lao về phía Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Ngay tức thì, đao quang kiếm ảnh, vô số luồng khí tức bức người cứ thế lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mấy chục cao thủ tuyệt đỉnh của nhà họ Ngụy gần như bao vây tấn công Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Sát khí khủng bố như vậy, ngay cả mấy người Chu Thụy Chân cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Mặc dù tính cách của Chu Thụy Chân hết sức cao ngạo, thế nhưng hắn đã tự hỏi chính mình, nếu đổi lại hắn là Tiêu Chính Văn đang ở trong vòng vây kia thì cũng chưa chắc đã có thể bình an rút lui. Đã mấy trăm năm rồi trận đại chiến ở cấp độ này chưa từng xuất hiện lại. Dù gì sau khi đạt tới cảnh giới nhân vương, mọi người đều thầm lặng tuân thủ một quy định bất thành văn. Đó chính là những vấn đề có thể dùng gia thế hoặc quan hệ để giải quyết với nhau thì tuyệt đối sẽ không ra tay chém giết. Dù gì tới được cảnh giới như của bọn họ đã không còn là thứ mà cảnh giới thiên thần hay là bán bộ nhân vương có thể so bì được nữa rồi, một khi lực phá hoại kinh thiên đó hoàn toàn được thả ra thì sẽ chẳng có lợi với bất cứ một ai. Theo tôi thấy, 8, 9 phần Ngụy Quốc Đào đang muốn nhân cơ hội này để giết chết Tiêu Chính Văn, sau đó chiếm đoạt hai bộ bí trận kia. Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn về phía trung tâm bão tố, nói với vẻ suy tư. Với thực lực của nhà họ Ngụy, đối phó với một Tiêu Chính Văn ở cảnh giới nhân vương cấp 1 mà cần dùng tới nhiều binh lực như vậy hay sao? Triển khai thế trận khủng khiếp như vậy, chẳng qua chính là vì không muốn để cho người ngoài nhúng tay vào chuyện này mà thôi. Hừ, cứ mơ đi, Tiêu Chính Văn không chết thì thôi, chỉ cần Tiêu Chính Văn chết, Theodore sẽ tự tìm tới đây nhanh thôi. Tới lúc đó chúng ta cũng có thể tùy cơ mà hành động. Lợi ích đương nhiên phải chia cho mọi người cùng hưởng, sao có thể để cho nhà họ Ngụy độc chiếm. Chu Thụy Chân lạnh lùng bật cười. Hắn cũng chưa từng có ý nghĩ giống như vậy, chỉ là ý đồ của Chu Thụy Chân thâm sâu hơn chút mà thôi. Dù gì nơi này cũng là thánh vực chứ không phải vùng ngoài lãnh thổ. Có một số chuyện vẫn phải dựa theo quy tắc, nếu như lật mặt hết thì mọi người đều không ai được lợi. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng giữa trung tâm bão tố vẫn bình tĩnh tới dị thường, đôi mắt trong veo kia không chút gợn sóng. Hai con mắt đó giống như ánh sao giữa màn đêm, lóe lên những tia sáng kỳ dị. Vào lúc đám người đó lao về phía Tiêu Chính Văn, khí tức khắp người Tiêu Chính Văn cũng lập tức biến đổi, nhiệt độ trong phạm vi 100 dặm đột nhiên hạ xuống mấy chục độ. Lần này là nhiệt độ thật sự đang hạ xuống, thậm chí ngay cả mặt đất cũng kết thành bông tuyết lấp lánh. Cùng lúc này, khí tức của Tiêu Chính Văn cũng dâng lên từ dưới bàn chân của anh. Tiêu Chính Văn giống như một thiên thần hạ phàm, lạnh lùng nhìn về phía mấy chục cao thủ đang lao tới muốn giết mình. Cút, cùng với một tiếng gầm như tiếng sấm kinh thiên, mấy chục tia sáng kỳ dị bị tiếng gầm này làm cho chấn động tới độ lùi ra sau. Một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 trong số đó,
bởi vì ở quá gần Tiêu Chính Văn mà đã bị sóng âm tạt thẳng mặt, chấn động tới độ hộc máu bay thẳng ra xa. Chỉ thấy tia máu đó rơi xuống trần thế từ trên bầu trời cao, cùng với một tiếng vang lớn, vô số bụi máu lập tức tản ra. Cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 đó đã bị một chữ cút của Tiêu Chính Văn làm cho thành vụn thịt. Tiêu Chính Văn, cậu dám giết người nhà họ Ngụy chúng tôi sao? Nhìn thấy một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 chết trong tay Tiêu Chính Văn chỉ trong nháy mắt, Ngụy Quốc Đào gần như trợn trừng hai mắt. Chỉ là cái chết của cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 đó vẫn không khiến cho Ngụy Quốc Đào cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã ở trong sự bao vây công kích của mười mấy cao thủ nhà họ Ngụy, dù là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 thì chắc chắn cũng sẽ phải chết. Mà biểu cảm của Tiêu Chính Văn thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Lúc này, một lực lớn vô hình bao trùm khắp người Tiêu Chính Văn, một tia sét màu tím to như xe lửa trực tiếp giáng xuống từ trên bầu trời. Ầm, cùng với một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, Tiêu Chính Văn lại đột phá thêm lần nữa rồi. Nhân vương cấp 3, chỉ là khí tức bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn thì vẫn đang bộc phát, khí thế không ngừng mạnh hơn. Mau giết hắn đi, không thể để hắn đột phá thêm lần nữa. Vừa nói, lại có thêm một cường giả đỉnh cao ở cảnh giới nhân vương cấp 2 chĩa thanh kiếm dài trong tay về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy trên thân kiếm của hắn đen ngòm như mực, lấp loáng ẩn hiện sắc máu. Loại trận pháp này, Tiêu Chính Văn từng nhìn thấy bên trong Thiên Sơn Thư Lục, có thể nói, quá trình tu luyện loại trận pháp này gần như khiến cho người ta căm phẫn. Cần phải tắm bằng máu người mỗi ngày, hơn nữa phải là máu tươi của những đứa trẻ vừa mới chào đời. Còn cần phải dùng máu tươi của trẻ con nam nữ nuôi kiếm mỗi ngày, nếu không căn bản chẳng thể luyện thành được. Vậy nên từ cả nghìn năm trước đã bị cấm. Thế nhưng đồng thời, loại trận pháp dựa trên mấy người này một khi luyện thành thì sẽ có uy lực rất lớn, gần như là vô địch. Nhìn thấy ánh sáng màu đỏ máu kia lao thẳng về phía ngực của Tiêu Chính Văn, thế nhưng không để cho ánh sáng máu tà đạo đó lại gần, Tiêu Chính Văn đã vung tay lên ném ra con dao quân đội năm cạnh. Đối diện với kẻ tàn nhẫn vô nhân đạo này, Tiêu Chính Văn căn bản sẽ không nương tay. Chỉ thấy một tia sáng màu bạc lóe lên, hư ảnh của một con rồng lớn màu bạc lao mạnh ra cùng với con dao quân đội năm cạnh. Ngay sau đó, dưới chân Tiêu Chính Văn đồng thời xuất hiện một hình thái cực âm dương cực lớn, chuyển động với tốc độ rất nhanh, điên cuồng hút hết sức sống ở xung quanh. Gừ, khi tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng màu đỏ đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Tiêu Chính Văn. Chân Tiêu Chính Văn đạp hình thái cực âm dương, bên cạnh là một con rồng lớn màu trắng, mắt nhìn thẳng vào mắt rồng, sau lưng là một con rồng lớn màu đỏ, anh cao ngạo đứng đỏ giống như một thiên thần hạ phàm. Hừ, vậy mà tên này đã dung hợp được ba trái tim rồng rồi ư. Phía xa, Chu Thụy Chân nhìn thấy tất cả cảnh tượng này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân là thế tử, đặc biệt là thế tử hoàng gia, sao hắn lại không biết tới tính quan trọng của trái tim rồng? Hơn nữa, người có thể dung hợp được trái tim rồng, thực lực gần như đều mạnh tới vô hạn. Không nói là vô địch trong cùng cấp bậc thì cũng tương đương như thế. Đúng vào lúc này, con dao quân đội năm cạnh mang theo tia sáng khủng bố lao thẳng về phía cao thủ nhân vương cấp 2 kia. Ánh sáng màu bạc va vào một chỗ với ánh sáng màu máu tà đạo kia, tia sáng tà đạo đó đột nhiên giống như băng tuyết dưới ánh trời, tan ra chỉ trong nháy mắt. Cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 đó thậm chí còn chưa hoàn hồn trở lại đã bị con dao quân đội năm cạnh đó đâm xuyên qua ngực. Phập, khi một tiếng vang lớn truyền tới, trước ngực của hắn trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu to như ống nước, máu tươi cứ thế rơi từ trên không trung xuống. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Sau khi dung hợp trái tim rồng, chiến lực quả nhiên không hề tầm thường. Chu Thụy Chân nhíu mày, trầm giọng nói. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã ở cảnh giới nhân vương cấp 3, thế nhưng chỉ cần một đòn đã dồn cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 vào chỗ chết, thực lực này cũng quá khủng bố. Thấy chiến lực này của Tiêu Chính Văn, ngay cả Ngụy Quốc Đào cũng sợ tới độ mặt không còn sắc máu. Sau khi ngây ra 3 giây, ông ta mới nói với những người còn lại, mọi người cùng xông lên, tuyệt đối không được thả cho hắn đi. Đúng, bắt buộc phải giết hắn, nếu không hậu họa sẽ khôn lường. Mọi người cùng xông lên, ngay tức thì, mười mấy luồng khí tức ác liệt lại khóa chặt lấy Tiêu Chính Văn, mọi người cùng giơ đao kiếm lên, tiếng hô giết chấn động cả trời đất. Hừ, dù anh đã dung hợp được ba trái tim rồng, thế nhưng với cảnh giới của anh mà cũng dám khiêu chiến với nhiều cao thủ như vậy, thật đúng là không coi cường giả của thánh vực ra gì.
Tiếng châm biếm của Khổng Tuyên từ xa truyền lại, vang vọng khắp cả thành phố Thiên Nam. Cao thủ, thực sự xin lỗi, ở trong mắt tôi, bọn chúng chỉ như con kiến. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh quét qua gương mặt của đám người nhà họ Ngụy, trong ánh mắt ngập tràn sát khí. Con kiến, hừ, cậu coi nơi này là thế tục đấy à? Mười mấy người chúng tôi đều là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2, dù cậu là nhân vương cấp 3 thì cũng chết chắc. Ngụy Quốc Đào hừ một tiếng, cuối cùng cũng đã đích thân ra tay. Dù Tiêu Chính Văn đã dung hợp được 3 trái tim rồng thì đã sao? Dù trái tim rồng mạnh thật, thế nhưng nó cũng cần sự tích lũy của thời gian. Với tuổi tác của Tiêu Chính Văn, cậu ta nào có thời gian để cảm nhận được ý chí của trái tim rồng và Long Vương Viễn Cổ? Không có những thứ này, dù có dung hợp được nhiều trái tim rồng hơn thì cũng chỉ là vô dụng. Vào khoảnh khắc mọi người cùng nhau công kích, khóe miệng của Tiêu Chính Văn khẽ nhếch lên lạnh tanh, nói ông là ếch ngồi đáy giếng đúng là không oan cho ông tí nào. Nếu như ông đã gấp rút muốn chết như vậy thì để tôi giúp ông toại nguyện. Vào khoảnh khắc mấy người Ngụy Quốc Đào công kích, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên chấn động cả trời đất. Mặc dù những cao thủ này ai ai cũng có bản lĩnh không hề tầm thường, lại trải qua mấy trăm năm tới cả nghìn năm thử thách trong thánh vực, kinh nghiệm chiến đấu cũng hết sức phong phú, thế nhưng căn bản không có cách nào so với rồng. Một màn ánh sáng màu vàng vô cùng lớn đổ ụp xuống, bao trùm hết tất cả cao thủ nhà họ Ngụy vào bên trong, khi ánh sáng màu vàng chiếu xuống, một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố cũng chút xuống theo. Mấy cao thủ lập tức bị trọng thương mà ngã lăn hết ra đất. Mà Tiêu Chính Văn lại giống như hổ trong đàn dê, mỗi một cú đấm tung ra đều kéo theo cả một màn bụi máu. Gần như cứ mỗi nắm đấm là lại giết chết thêm một người ngay tại chỗ. Chuyện này sao có thể? Cậu ta, không phải cậu ta vừa mới đột phá sao? Sao lại mạnh như thế chứ? Cậu, sao cậu có thể giết chết cao thủ nhân vương cấp 2 chỉ với một đòn? Lúc này, Ngụy Quốc Đào cũng bị ánh sáng màu vàng ban nãy làm cho bị thương, một nửa thân người đã bị đánh cho nát nhừ, máu tươi không ngừng chảy ra. Tiêu Chính Văn đang đứng trước mặt ông ta kia đã không còn là con người nữa rồi mà giống như một thiên thần vậy, rõ ràng chẳng thể ngăn cản được. Mà ở trước mặt Tiêu Chính Văn, đám cao thủ nhà họ Ngụy kia rõ ràng chỉ giống như bầy kiến, dường như có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Hai bên căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Mỗi một cú đấm, cú ra chân hay thậm chí là mỗi một cử động của Tiêu Chính Văn đều ngầm kết hợp quy luật đất trời, hòa vào làm một với không gian xung quanh loại cảm giác này, dù là Ngụy Quốc Đào thì cũng chưa từng thấy. Đừng nói là nhân vương cấp 2, dù là nhân vương cấp 3 thậm chí là nhân vương cấp 4 thì cũng không thể cho người ta một loại cảm giác kỳ dị như thế. Giống như những người này không chết trong tay của Tiêu Chính Văn mà chết vì bị trời phạt. Lúc này, Ngụy Quốc Đào nào còn dám tỏ ra bá đạo như ban nãy nữa. Thế nhưng càng là như vậy thì trong lòng Ngụy Quốc Đào càng trở nên kiên định hơn, buộc phải dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Nếu không, mối thù của đôi bên đã được kết thành rồi, nếu như sau này còn để cho Tiêu Chính Văn tiếp tục đột phá nữa thì nhà họ Ngụy còn quả ngon mà ăn hay sao? Khi tia sáng màu bạc kia lao tới, Ngụy Quốc Đào sợ tới độ đồng tử chợt co rút lại, tiện tay kéo một cao thủ nhân vương cấp 2 ở bên cạnh ra chắn trước mặt mình. Phập, cùng với âm thanh vang lên. Cao thủ nhân vương cấp 2 đó hóa thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Không chỉ như vậy, sau khi con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên qua cơ thể người đó thì khí thế vẫn không giảm bớt, khiến cho Ngụy Quốc Đào không kịp nghĩ gì nhiều, cố hết sức ngã sang một bên. Soạt, một cơn gió lạnh lùng lướt qua da mặt Ngụy Quốc Đào, cơn đau đớn kịch liệt cũng lập tức truyền tới. Mặc dù ông ta trốn được con dao quân đội năm cạnh mà Tiêu Chính Văn ném ra, thoát được một phen. Thế nhưng trên mặt ông ta vẫn bị rạch một đường đẫm máu, da thịt cứ thế lòi hết ra ngoài, đau tới độ Ngụy Quốc Đào phải dùng mình. Hai người Long Hình và Long Nguyệt hết sức chấn động khi tận mắt chứng kiến hết tất cả. Đây chính là Long Vương của chúng ta sao? Rõ ràng mạnh tới độ không thể tin nổi mà. Dù Long Hình là thuộc hạ của Tiêu Chính Văn, khoảnh khắc này, trên trán cũng đang đầm đìa mồ hôi lạnh. Đó đều là cao thủ nhân vương cấp 2 đổ lên đó. Tiêu Chính Văn giết bọn họ cứ giống như giết con gà con chó vậy. Chưa tới một phút ngắn ngủi, mười mấy cao thủ nhà họ Ngụy gần như đã bị tiêu diệt sạch sẽ, không phải hóa thành bụi máu thì là bị trọng thương, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Thậm chí ngay cả tình cảnh của Ngụy Quốc Đào cũng khiến cho người ta không dám nhìn lâu hơn. Mà lúc này,
khí tức của Tiêu Chính Văn vẫn không hề giảm đi, ngược lại còn nâng cao thêm một bậc nữa. Một giây sau, giống như không khí trong hư không đều bị rút cạn đi nhanh chóng vậy. Vòng xoáy màu trắng mà mắt thường có thể nhìn thấy được lấy Tiêu Chính Văn làm trung tâm mà tạt ra bốn bên. Ngụy Quốc Đào nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc tới độ mặt cắt không còn sắc máu, hai mắt trợn trừng giống như một đôi chuông đồng. Vậy mà vẫn muốn đột phá. Không, mau ngăn hắn lại, tuyệt đối không được để cho hắn. Thế nhưng, Ngụy Quốc Đào vẫn còn chưa nói hết câu, xung quanh người Tiêu Chính Văn đã dâng lên gợn sóng như là sóng nước. Ầm ầm ầm. Gợn sóng đó dâng lên cao mang theo tiếng sấm rền kinh thiên động địa vang vọng khắp cả trời đất. Nhân vương cấp 3, Tiêu Chính Văn đứng trên hư không, mái tóc màu đen tung bay trong gió. Sau khi liếc nhìn Ngụy Quốc Đào đang kinh ngạc tới trợn mắt nghẹn họng, Tiêu Chính Văn liền tiến lên trước một bước, trong hư không thậm chí còn xuất hiện gợn sóng giống như sóng nước. Một giây sau, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện ngay trước mặt Ngụy Quốc Đào, không để cho Ngụy Quốc Đào kịp hoàn hồn trở lại. Tiêu Chính Văn đã đưa tay bóp chặt lấy cổ của ông ta. Nhân vương cấp 4, hư không xung quanh lại dâng lên thêm lần nữa, khí tức của Tiêu Chính Văn cứ thế không ngừng nâng cao. Cậu sao có thể? Ngụy Quốc Đào trợn trừng hai mắt, không dám tin nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn đã liên tiếp đột phá lên hai bậc cảnh giới. Đây là sự đột phá của cảnh giới nhân vương đó. Biết bao người mất cả một đời mới chỉ dừng lại ở nhân vương cấp 1, đến chết vẫn không thể tiến thêm một bậc nữa. Mà Tiêu Chính Văn thì hay rồi, trong vòng một ngày đã liên tiếp đột phá ba bậc cảnh giới. Dù là những thế tử kia thì căn bản cũng không thể làm được như Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đã làm đổi mới nhận thức của Ngụy Quốc Đào. Có thể nói, Tiêu Chính Văn không chỉ phá vỡ quy tắc của thánh vực mà còn phá vỡ quy tắc cả nghìn năm, thậm chí là mấy chục nghìn năm của võ thuật. Từ cổ chí kim, ngay cả Bạch Khởi xưng là nhất đại nhân đồ cũng không làm được như Tiêu Chính Văn, liên tiếp đột phá ba bậc cảnh giới chỉ trong một ngày. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Lẽ nào trên người cậu có huyết mạch của Long tộc? Sắc mặt của Ngụy Quốc Đào lập tức biến đổi, nghĩ tới một khả năng đáng sợ nhất. Trong truyền thuyết, có một kiểu người trông không hề khác biệt gì so với người bình thường. Thế nhưng bọn họ trời sinh đã có huyết mạch của Long tộc. Nếu như đặt chân vào con đường võ thuật thì tốc độ tiến bộ gần như là thứ mà loài người không thể so bì nổi. Mà kiểu người này thì đã không còn tồn tại từ mấy nghìn năm trước rồi, dù là Hoa Quốc thì cũng chưa từng xuất hiện sự tồn tại như là Tam Nguyên Lý Tịnh. Nghe nói Lý Tịnh và Lưu Bác Ôn là hai người hậu thế duy nhất có huyết mạch Long tộc. Thế nhưng huyết mạch Long tộc của nhà họ Lưu lại quá mỏng manh, còn về Lưu Bác Ôn của đời sau thì cũng chẳng thể đạt được tới độ cao như của Tam Nguyên Lý Tịnh nữa. Vào lúc Tiêu Chính Văn đang dồn lực vào đầu ngón tay muốn bẻ gãy cổ của Ngụy Quốc Đào thì một giọng nói già nua từ xa truyền lại. Anh bạn trẻ tuổi, nể tình mọi người đều là con cháu Hoa Quốc mà tha cho ông ta một mạng có được không? Thật ra từ lúc đôi bên khai chiến cho tới thì kết thúc thì thời gian còn chưa tới 2 phút. Rất nhiều cao thủ trong thánh vực căn bản đều không kịp phản ứng thì tất cả đã hạ màn rồi. Vốn dĩ còn có rất nhiều người dự định tới xem chiến đấu. Còn có một số người chuẩn bị ra tay ngăn cản, ngay cả Lý Chính Đạo ở cùng một khách sạn với Tiêu Chính Văn vẫn còn chưa kịp ra mặt hòa giải thì đã kết thúc rồi. Trong số những người này đã bao gồm cả chủ nhân của giọng nói già nua kia, Thiên Hành sự tồn tại giống như vương giả bên trong thế tục. Lúc này, Thiên Hành nhíu chặt lông mày, ông ta cũng cảm nhận được luồng khí tức hết sức đáng sợ từ trên người Tiêu Chính Văn. Đây là lần đầu tiên Thiên Hành nghiêm túc quan sát Tiêu Chính Văn, thế nhưng không nhìn vẫn tốt. Vừa nhìn thì ngay cả ông ta cũng thầm thất kinh trong lòng. Mặc dù lúc này Tiêu Chính Văn giống với ông ta, đều ở cảnh giới nhân vương cấp 4, thế nhưng dù nhìn thế nào thì khí tức trên người Tiêu Chính Văn cũng có phần quái dị. Theo lý mà nói, tới được cảnh giới nhân vương cấp 4 thì nên hoàn toàn thoát ly khỏi tự nhiên, thế nhưng Tiêu Chính Văn lại đi ngược lại, hoàn toàn dung hòa vào làm một với tự nhiên. Loại cách biệt này, chưa tới được đẳng cấp như Thiên Hành thì căn bản chẳng thể cảm nhận được điểm kỳ dị bên trong. Thấy Thiên Hành đích thân lộ diện, không ít người muốn thấy Tiêu Chính Văn trở thành trò cười đều lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đặc biệt là hai người Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên thì càng lộ ra vẻ đắc ý. Dù Tiêu Chính Văn đã giết chết rất nhiều cao thủ nhà họ Ngụy thì cũng có làm sao. Anh dám không nể mặt Đại sư Thiên Hành hay sao? Ở trước mặt Đại sư Thiên Hành, là rồng thì cũng phải lượn quanh. Là hổ thì cũng phải nằm xuống.
dù là những thế tử có lai lịch không tầm thường giống như bọn chúng thì cũng phải nể mặt đại sư Thiên Hành vài phần. Thế nhưng khiến cho người ta không ngờ được chính là khi mà Thiên Hành vừa nói dứt lời, một âm thanh vô cùng rõ ràng cứ thế vang vọng cả trời đất. Rắc, cổ của Ngụy Quốc Đào bị bẻ gãy theo, ngay sau đó, Tiêu Chính Văn tiện tay quẳng sang một bên giống như vứt rác, xác của Ngụy Quốc Đào bị ném ra xa mấy chục mét. Rầm, âm thanh xác rơi xuống đất giống như một khối đá lớn đập thẳng vào lòng của tất cả mọi người, khiến cho tất cả những người vốn định chế nhạo Tiêu Chính Văn đều không kìm nén được mà dùng mình. Sao anh ta dám? Chu Thụy Chân không dám tin nhìn về phía Tiêu Chính Văn ở nơi xa. Đừng nói là những võ giả thông thường, dù có chỗ dựa lớn mạnh như là nhà họ Chu thì Chu Thụy Chân cũng không dám công khai đắc tội với Thiên Hành ở Thánh Vực. Ngay cả bản thân Thiên Hành cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại dám không nể mặt mình. To gan, Thiên Hành gầm lên đầy phẫn nộ, mười mấy ngọn núi nhỏ ở phía xa đều đổ ụp xuống chỉ trong nháy mắt. Một luồng khí thức vô cùng khủng bố dâng lên từ cả trăm dặm ngoài xa rồi lao thẳng về phía khách sạn. Cậu cho rằng nhân vương cấp 4 là có thể lộng hành ngang ngược ở trong thánh vực sao? Thiên Hành đã thực sự nổi điên, muốn ra tay thì nhanh lên. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Tôi vẫn còn có việc quan trọng hơn, tiết kiệm thời gian đi. Cậu tiết kiệm thời gian. Nghe thấy lời này của Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đây là đang nói chuyện với Thiên Hành sao? Yên lặng, cả thánh vực đều trở nên lặng ngắt như tờ. Sau mười mấy giây, gần như cả thánh vực đều trở nên xôn xao. Tiêu Chính Văn điên rồi sao? To gan dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Thiên Hành. Mấy trăm năm nay, dù là thiên tử hay các ông lớn một phương bên trong thánh vực, có ai là không phải tỏ ra khách khí với Thiên Hành? Hơn nữa, Ngụy Quốc Đào một trong số những ông lớn bên trong thánh vực vốn chính là ông lớn một phương được Thiên Hành nâng đỡ lên. Ngông cuồng, Thiên Hành hừ một tiếng, phẫn nộ gầm lên. Tôi thấy mấy người cũng không cần phải lần lượt từng người xông lên, để tiết kiệm thời gian thì cùng lên một lúc luôn đi. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Cái gì? Lời nói của Tiêu Chính Văn lại như một viên đá làm dấy lên cả nghìn tầng sóng ngay lập tức. Nếu như nói ban nãy Tiêu Chính Văn chỉ đang khiêu chiến với một mình Thiên Hành thì lúc này chính là đang tuyên chiến với tất cả các thế lực lớn bên trong thánh vực. Còn bảo bọn họ cùng xông lên, đây không phải đang tìm đường chết hay sao? Hừ, không ngờ cậu lại thật sự điên cuồng không có giới hạn như thế. Nghe thấy lời này, không đợi Thiên Hành lên tiếng, Khổng Tuyên là người đầu tiên nhảy ra. Mấy thế tử sau lưng có bối cảnh cường đại như bọn họ cũng không ai dám điên cuồng như vậy. Tiêu Chính Văn chỉ là một võ giả bình thường từ thế tục tới mà lại dám ăn nói không kiêng nể gì trước mặt bọn họ như thế. Dù là trong gia tộc của bọn họ thì có ai trong số họ không phải nhân tài kiệt xuất. Dù là mấy ông lớn của năm đại danh sơn thì cũng phải nể mặt họ vài phần, thế mà bây giờ họ lại bị Tiêu Chính Văn coi thường như thế. Mà Thiên Hành lúc này cũng hoàn toàn bị Tiêu Chính Văn chọc giận, đôi lông mày màu trắng gần như dựng đứng cả lên. Cả thánh vực có bao nhiêu cao thủ? Chỉ riêng cao thủ ở trên mức nhân vương cấp 2 thì cũng đã nhiều không kể xiết. Bên trong này vẫn cần loại trừ một số thế tử yếu nhất của mấy thế gia nhỏ lẻ. Chỉ riêng thế lực lớn như lâu đài Vexai cũng có không dưới mấy chục cao thủ. Lại cộng thêm mấy người Chu Thụy Chân bên phía Hoa Quốc, bên cạnh cũng đều có một lượng lớn hộ vệ và thậm chí là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3, cấp 4 bảo vệ cho. Tính sơ qua thì những người đáng để nhắc tên bên trong thánh vực bây giờ ít nhất cũng có 5 cao thủ ở trên ngưỡng nhân vương cấp 4. Mặc dù trong số bọn họ có rất nhiều người cảnh giới không hề ổn định, thế nhưng đó là cường giả nhân vương cấp 4 đó. Đặc biệt ngay chính bản thân Thiên Hành cũng là một trong số những người mà Tiêu Chính Văn khiêu chiến. Dưới tình cảnh như vậy, Tiêu Chính Văn lại còn dám bảo bọn họ cùng xông lên. Đúng thật là không biết tốt xấu. Ngay cả Thiên Hành người được mệnh danh là cường giả mạnh nhất thánh vực cũng chưa từng to gan nói ra những lời điên cuồng như thế. Hừ, lẽ nào người Hoa Quốc đều ngông cuồng giống như hắn hay sao? Lại dám nói ra mấy lời bảo tất cả chúng ta cùng xông lên, cậu không sợ gió to nghiến cho đứt lưỡi à? Ai cho anh dũng khí để coi thường chúng tôi như thế? Không chỉ có lâu đài Vexai lên tiếng, ngay cả Chu Thụy Chân bên này cũng cùng chất vấn Tiêu Chính Văn. Anh phải biết rằng bây giờ mình không phải đang ở thế tục, lời nói ban nãy đã khiến cho anh đứng về phía đối lập với tất cả cao thủ của thánh vực rồi. Theodore chậm rãi bước ra khỏi trang viên, ở bên cạnh hắn, ngoại trừ ông lão tóc trắng ra,
còn có hai người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, trước ngực có đeo một giá chữ thập màu vàng. Chỉ nhìn vào khí thế của hai người họ thôi cũng tuyệt đối không yếu hơn cao thủ nhân vương cấp 4. Lúc này, Theodore rõ ràng đã bị những lời nói của Tiêu Chính Văn hoàn toàn chọc giận, biểu cảm trên mặt càng lạnh lùng với cực điểm. Keng, khi âm thanh kim loại cọ sát vào nhau vang lên, ông Đồng nhảy ra phía trước, sau đó tay cầm thanh kiếm giáng xuống, một ánh kiếm giống như tia sét cứ thế lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ khinh thường liếc nhìn ánh kiếm đó một cái. Sau đó khẽ cong ngón tay rồi búng ra, khiến cho ánh kiếm đó bay ngược trở lại. Thế nhưng ngay giây sau, một tia sáng trắng lại lao về phía Tiêu Chính Văn từ một hướng khác. Ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền tới, thậm chí cả mặt đất của thánh vực cũng bị chấn động theo tiếng vang này. Tiêu Chính Văn không hề hoang mang, ngay sau đó anh phất ống tay áo, một trận gió mạnh lao thẳng về phía tia sáng trắng. Ầm, một đám mây hình nấm rất lớn lao vút lên bầu trời. Thành phố có tới mấy triệu nhân khẩu phía dưới bị san phẳng chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc này, hai luồng khí kình va vào nhau, mạnh đến mức chặt đứt một ngọn núi lớn cao tới vạn trượng ở phía xa. Người ra tay với Tiêu Chính Văn đều có chiến lực nhân vương cấp 4. Hơn nữa, mỗi người trong số bọn họ đều là những kẻ kiệt xuất nhất trong thế lực một phương. Loại cao thủ này, bất luận ở thánh vực hay thế tục, thậm chí là ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đều là cường giả số 1. Tiêu Chính Văn, làm người chuyện gì cũng phải có giới hạn, sự nhẫn nại của chúng tôi đối với cậu cũng không phải là vô hạn. Đôi mắt phần đục của ông Đồng chợt trở nên sắc lạnh. Thấy ông Đồng ra tay, khí tức trên người những cao thủ của thế lực các phương khác cũng đồng loạt dâng cao, áp lực khủng bố cứ thế lan tỏa ra bốn bên. Lúc này, tất cả mọi người trong thánh vực đều bị dọa sợ tới kinh hoàng. Trận quyết chiến ở cấp độ này thật sự quá đáng sợ. Vừa ban nãy, một thành phố lớn có tới mấy triệu nhân khẩu đã bị san phẳng chỉ trong nháy mắt. Dù bọn họ chỉ đứng một bên xem chiến đấu thì cũng rất có khả năng bị liên lụy. Mà ở bên trong thánh vực căn bản không hề có bóng dáng của người Hoa Quốc, dù có thì cũng chỉ là mấy thế tử mà thôi. Vậy nên Tiêu Chính Văn căn bản sẽ không nương tay, càng không phải sợ đầu sợ đuôi, lo lắng làm bị thương người vô tội. Sức mạnh của nhân vương cấp 4 quả nhiên rất khủng bố. Long Hình nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ hết sức kinh ngạc. Trước đây, bọn họ chỉ nghe nói cao thủ ở cảnh giới nhân vương khủng bố tới độ nào, thậm chí có người nói nhân vương mà ra tay thì một chiêu có thể tiêu diệt cả một quốc gia. Lúc đó, bọn họ còn cho rằng những lời đồn này đều đang phóng đại sự thật. Thế nhưng bây giờ sự thật phơi bày trước mắt, ngay cả Long Hình và Long Nguyệt cũng không khỏi bị chấn động. Cỗ sức mạnh khủng bố đó rõ ràng có thể sánh ngang với thần. Lẽ nào người Hoa Quốc đó thật sự muốn khiêu chiến với mấy cường giả này sao? Lúc này, không ít người đã sợ tới độ nói năng lộn xộn. Bởi vì trong cả thánh vực, tới đâu cũng là áp lực khủng bố, gần như tất cả cao thủ nhân vương cấp 4 đều không che giấu khí tức thêm nữa mà khóa chặt khí tức về nơi có Tiêu Chính Văn. Lúc này, một tháp đài đột nhiên đổ sụp xuống, ngay sau đó, quảng trường phái trước tháp đài Phương Nguyên cũng bị nứt ra thành một cái lỗ lớn rộng mấy chục mét. Núi đồi xung quanh cũng đồng loạt sụp đổ, mặt đất nứt toác, thậm chí ngay cả hư không cũng trở nên rúng động. Năm cao thủ nhân vương cấp 4 đã hoàn toàn bộc phát ra khí tức đáng sợ, ngay cả đất trời của thánh vực cũng không chịu đựng nổi nữa. Đã nhìn thấy chưa, dựa vào một mình cậu mà cũng dám khiêu chiến với nhiều người như thế sao? Tôi thừa nhận, tôi quả thực rất bất ngờ về cậu, có điều cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, trong lịch sử có quá nhiều những đứa con cưng của trời giống như cậu. Thế nhưng cậu có biết tại sao bọn họ đều không ai sống lâu không? Điên cuồng thì phải trả giá, bất cứ trời đất phương nào, dù là thế tục hay là thánh vực, hoặc là vùng ngoài lãnh thổ bao la rộng lớn đều có quy tắc trò chơi vốn của riêng nó. Người phá vỡ quy tắc trò chơi thì chắc chắn sẽ bị trời phạt. Thiên Hành vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ ra, một tiếng vang lớn lập tức truyền tới, ngay cả nhật nguyệt trên bầu trời cũng bị lần chỉ tay này của ông ta làm cho rung lên. Nhất chỉ định càn khôn, khí phách thôn nhật nguyệt, đây chính là bản lĩnh giúp cho Thiên Hành độc bá thánh vực mấy trăm năm nay. Tiêu Chính Văn, ngông cuồng thì phải trả giá, anh ở thế tục điên cuồng thế nào đều không có ai để tâm tới, thế nhưng nơi này là thánh vực, ngay cả một thế tử Hoa Quốc như tôi mà cũng không thể nhìn tiếp nổi nữa. Chu Thụy Chân nói với vẻ châm biếm. Hừ, dám hống hách nghênh ngang với tất cả cao thủ bên trong thánh vực, cậu đúng là chán sống. Khổng Tuyên cũng nhún vai nói,
vui vẻ khi người khác gặp họa. Thật ra bọn họ đã không ưa gì Tiêu Chính Văn từ lâu, có thể nhẫn nhịn tới bây giờ chẳng qua chỉ là vì không muốn trước khi trận đại chiến thật sự bắt đầu lại quá bộc lộ tài năng mà thôi. Càng không muốn vì một chuyện nhỏ mà chọc giận Thiên Hành và nhà họ Ngụy. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại không biết tốt xấu, không chỉ đắc tội với Thiên Hành mà lại còn giết chết cả Ngụy Quốc Đào. Nếu đã như vậy thì không thể trách bọn họ thấy lợi mở mắt, thuận thế giết chết Tiêu Chính Văn rồi cướp hai bộ trận pháp kia từ tay anh. Chu Thụy Chân quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt cho ông Đồng, rõ ràng muốn giết người chiếm lợi thì buộc phải đích thân ra tay mới được. Lỡ như Tiêu Chính Văn chết trong tay những thế lực khác, vậy thì trận pháp mà Long Hình và Long Nguyệt thể hiện ra khi trước lại không có duyên với bọn họ rồi. Các vị, tôi vốn là người Hoa Quốc, mà cái tên Tiêu Chính Văn này cũng xuất thân từ Hoa Quốc, tôi mong mọi người cùng ra tay, cho cậu ta một bài học cả đời khó quên. Vừa nói dứt lời, ông Đồng lại ra tay thêm lần nữa. Khi ánh sáng trên thanh kiếm lóe ra một luồng sát khí cực kỳ khủng bố cũng lao thẳng về phía trán của Tiêu Chính Văn. Lần này ông Đồng ra tay với tốc độ cực nhanh, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã dùng tốc độ nhanh nhất tung ra chiêu chí mạng. Thậm chí có thể nói rằng ông ta đang đánh lén một hậu bối. Tuy nhiên, đây là thánh vực, mà Tiêu Chính Văn đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, ai quan tâm đến chuyện này chứ? Chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn, không chỉ có thể nổi danh ở thánh vực, mà còn có thể lấy lòng Thiên Hành. Hơn nữa, trong thánh vực có một luật bất thành văn, kẻ nào giết được đối thủ, thì tất cả những gì của đối thủ sẽ trở thành chiến lợi phẩm của mình. Có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích, sao ông Đồng còn để ý đến thể diện. Tuy nhiên, khi nhát kiếm này của ông Đồng cách trán của Tiêu Chính Văn chưa đến một tấc, trong tay Tiêu Chính Văn đột nhiên sáng rực lên. Ngay sau đó, ánh sáng chói mắt đó tỏa ra từng lớp như những cánh hoa, cuối cùng nở rộ như một đóa sen trắng thuần khiết trong tay Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đột nhiên biến mất, lúc ẩn lúc hiện. Kiếm của ông Đồng nhanh, nhưng tốc độ của Tiêu Chính Văn còn nhanh hơn. Chính vào lúc ông Đồng cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đột nhiên tan biến, sau đó, lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt ông ta. Không chờ ông Đồng kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn đã nhẹ nhàng vươn cánh tay của mình ra nắm lấy bả vai của ông Đồng. Ông Đồng bị sự thay đổi đột ngột này làm cho kinh hãi đến rùng mình. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một lực hút rất mạnh hút ông Đồng vào. Chỉ là mặc dù vết nứt xuất hiện vừa đúng lúc, nhưng vẫn chậm hơn nửa nhịp. Tay của Tiêu Chính Văn vẫn nắm được cánh tay của ông Đồng. Ngay lúc ông Đồng sắp tiến vào khe nứt, Tiêu Chính Văn dùng lực trong tay. Một tiếng rắc rắc vang lên, nửa cánh tay của ông Đồng đã bị bóp nát. Khe nứt trong hư không hoàn toàn khép lại, giây tiếp theo, ông Đồng xuất hiện ở cách đó 100 mét. Cùng lúc đó, trong hư không nổi lên một luồng sóng khí, sau đó, một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp xuất hiện bên cạnh ông Đồng. Chính là Kiều Nhi bên cạnh Khổng Tuyên. Ông Đồng vừa thoát một kiếp, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với Kiều Nhi, quay đầu lại đã nhìn trong mắt Tiêu Chính Văn ở đằng xa tràn đầy sát ý. Vừa rồi nếu Kiều Nhi không kịp thời ra tay, ông ta e là đã lành ít dữ nhiều. Giờ phút này, cánh tay bị đứt lìa của ông ta máu chảy đầm đìa, cả người đau đớn vô cùng, nhưng vẫn không so được với nỗi đau mất thể diện. Bởi vì vừa rồi, chính là ông đã tuyên bố sẽ dạy cho Tiêu Chính Văn một bài học suốt đời khó quên, nhưng trong nháy mắt đã bị Tiêu Chính Văn đánh gãy một cánh tay. Đối với ông Đồng mà nói, đây quả thật là một điều vô cùng nhục nhã. Xem ra người được dạy dỗ không phải tôi mà là ông đấy. Tiêu Chính Văn thản nhiên ném cánh tay của ông ta đi như ném rác. Cậu, ông Đồng còn chưa kịp nói, Kiều Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt kêu lên, không ổn. Bên cạnh ông Đồng, một mũi nhọn màu bạc chợt lóe lên. Chỉ là, ngay lúc mũi nhọn này sắp đâm trúng ông Đồng, Kiều Nhi lại kéo ông Đồng ra xa 100 mét. Ông Đồng lại được cứu thêm lần nữa, đã bị dọa đến mức hết hồn. Thậm chí ông ta còn không có nhìn ra Tiêu Chính Văn ra tay như thế nào, vào lúc con dao quân đội năm cạnh bay từ xa đến dán sát vào mũi, ông Đồng đã sợ tới mức nín thở. Con dao quân đội năm cánh của Tiêu Chính Văn đáng sợ như thế nào, ông Đồng đã tận mắt chứng kiến. Chỉ cần bị đâm trúng, bây giờ ông ta đã không còn xác nữa rồi. Cho dù như vậy, khiến cho ông Đồng cảm thấy sợ hãi và chấn động cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù đòn công kích này Tiêu Chính Văn thất bại,
nhưng chỉ là làn sóng khí phát nổ cũng đủ khiến cho ông Đồng và Kiều Nhi lùi về sau vài bước. Phải biết rằng, lúc đó hai bên đang đứng cách xa cả trăm mét. Cậu là ai? Đây nhất định không phải thuộc phạm trù của võ đạo. Thiên Hành nhìn Tiêu Chính Văn với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Vừa rồi ông ta luôn quan sát ông Đồng tham chiến, trước đó, con dao quân đội năm cánh của Tiêu Chính Văn rõ ràng vẫn nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng ngay lúc Tiêu Chính Văn ném cánh tay bị gãy đi, con dao quân đội năm cánh đã xuất hiện ngay bên ông Đồng. Dịch chuyển tức thời, đúng là cảnh giới nhân vương có thể dịch chuyển tức thời, nhưng đó chỉ là đối với bản thân, còn vũ khí thì không thể dịch chuyển tức thời được. Thiên Hành mới chỉ nhìn thấy loại kỹ thuật này ở vùng ngoài lãnh thổ một lần, nhưng đó là của một trong những cường giả đỉnh cao nhất vùng ngoài lãnh thổ. Còn cảnh giới của người ấy, đến cả Thiên Hành cũng không dám đoán, sau chuyện đó ông ta cũng không dám hỏi tên của người ấy. Bây giờ, kỹ thuật mà Tiêu Chính Văn sử dụng giống hệt như kỹ thuật của vị cao nhân đó. Lúc này, vẻ mặt của Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Những người ngoài cuộc như họ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi. Tôi thề không giết được cậu thì tôi không làm người. Lúc này, ông Đồng đã không nuốt được cơn tức giận, phẫn nộ hét lên một tiếng. Tuy rằng trong lòng ông ta đã kinh hãi đến cực điểm, nhưng trong thánh vực có ngàn vạn cường giả nhìn thấy ông ta thảm hại như vậy. Mà vừa rồi, ông ta suýt chút nữa mất mạng trong tay Tiêu Chính Văn, sau việc này ông biết giấu mặt vào đâu. Cho dù cậu có thần thông quảng đại như thế nào, hôm nay cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Cậu nên hiểu rõ 6 người chúng tôi thực lực ngang nhau. Nếu như 5 người hợp lực đối phó với một mình cậu, kết quả thế nào không cần tôi nói nhiều cậu cũng tự mình đoán được. Tuy nhiên, chỉ cần cậu nói ra bí mật của mình rồi giao ra thứ chúng tôi muốn, chúng tôi có thể cân nhắc không truy cứu những việc làm và lời nói trước đây của cậu. Thiên Hành híp mắt lại lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Không truy cứu sao? Lời nói của Thiên Hành khiến mọi người há hốc mồm không tin nổi. Vừa rồi Tiêu Chính Văn ngông cuồng như thế nào, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Tính tình của Thiên Hành trở mềm mỏng như vậy từ khi nào thế? Thực tế đi đến bước đường này, Thiên Hành không có khả năng mềm lòng được. Nhưng ông ta không thể xác định được Tiêu Chính Văn không có quan hệ gì với vị cao nhân ông ta từng gặp trước kia. Lỡ như, Tiêu Chính Văn thực sự là con cháu hoặc đệ tử của người đó. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chắc rằng ông đã hiểu lầm một chuyện, tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua cho các ông. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng lạnh lùng nói. Cái gì? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, ngay cả Thiên Hành cũng choáng váng. Tôi vốn niệm tình cậu thiên phú hơn người, muốn tha cho cậu một con đường sống nhưng đáng tiếc cậu lại không biết tốt xấu, cậu thật sự cho rằng chúng tôi sợ cậu sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy Thiên Hành đột nhiên rút thanh kiếm trong tay ra. Vung một đường đẹp mắt trong không trung, vô số tia ánh sáng sắc bén tản ra xung quanh, trong chớp mắt đan dệt thành một màn võng kiếm. Màn vòng kiếm này bao trùm hoàn toàn đất trời trong bán kính trăm dặm. Hiển nhiên, Thiên Hành đã mất kiên nhẫn, cho dù sau này có bị vị cao nhân đó xử lý, hôm nay cũng phải giết chết Tiêu Chính Văn tại đây. Mọi người, có thể bắt đầu rồi. Theo mệnh lệnh của Thiên Hành, các cao thủ của cảnh giới nhân vương cấp 4 gần như đồng loạt ra tay. Trong phút chốc, lửa trời sáng rực cả một vùng trời, như một cơn mưa lửa đang đổ xuống. Hơi nóng cuộn trào mãnh liệt, không khí xung quanh gần như đều bị thiêu đốt, mà trong cơn mưa lửa ấy, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng bên cạnh Theodore. Phá, đối mặt với cơn mưa lửa đang trút xuống, Tiêu Chính Văn phất một tay ra, con dao quân đội năm cánh hóa thành một chùm sáng bay lên chặn lửa. Vô số ánh lửa bay tung tóe tứ phía, giống như có pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời, sáng chói cả một vùng trời. Đòn công kích này bị Tiêu Chính Văn dễ dàng hóa giải, Tiêu Chính Văn cũng mượn thế bay vọt lên. Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Chính Văn đột nhiên nổi lên một trận sóng, cùng với đó, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, dám đấu với 5 người chúng tôi, cậu còn có đường sống sao? Vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõn đập vào lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn còn chưa kịp quay đầu đã bị đấm một quyền. Đột nhiên, tia lửa bắn ra khắp nơi, Tiêu Chính Văn còn chưa kịp phản công, một vầng sáng trắng đột nhiên từ trên trời rơi xuống bao vây lấy Tiêu Chính Văn vào trong. Ngay sau đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cổng tối đen như mực, bên trong cánh cổng sắt tối đen ấy, dường như truyền ra tiếng khóc than thảm thiết.
ngay cả những người nhìn thấy cánh cổng tối đen ấy, tâm trạng bỗng trở nên sa sút đến cực điểm, không ngừng than thở. Cổng than thở hay còn gọi là cổng địa ngục, tiễn cậu ra tới nơi mình nên tới, để cậu ta ở trong địa ngục từ từ chuộc tội đi. Trong không trung, người đàn ông mặc áo choàng trắng lạnh lùng cười nói. Không, tôi muốn một kiếm giết cậu ta. Ông đồng nén đau gầm lên tức giận dù một cánh tay của ông ta đã đứt lìa, thế nhưng lúc này, mối hận thù tới tận xương tủy với Tiêu Chính Văn đã khiến cho ông ta quên mất đau đớn, lập tức chém thêm một nhát kiếm nữa. Chỉ thấy mấy luồng kiếm khí cùng với tia sáng kiếm kia lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mà bên trong hư không, màn ánh sáng màu trắng kia cũng nứt ra một cái lỗ giống như đang nhường đường cho luồng kiếm khí. Ngay sau đó, những sợi tơ giống như tơ tằm trói chặt hết tất cả tay và chân của Tiêu Chính Văn. Xuống địa ngục đền tội đi. Ông lão đứng bên cạnh Theodore tung ra một cú đấm, gió mạnh vô cùng cường đại cùng với màn ánh sáng trắng kia lao thẳng tới cửa địa ngục. Gừ, đơn phương độc mã mà cũng dám khiêu chiến với chúng tôi. Thật đúng là không biết tốt xấu. Chỉ đáng tiếc cho bí mật trên người cậu ta. Ông đồng híp mắt nói với vẻ cực kỳ không cam tâm. Không đáng tiếc. Có thể tự tay giết chết hắn cũng coi như báo được mối thâm thù rồi không phải sao? Kiều Nhi cười nói. Lúc này, khối cầu ánh sáng màu trắng kia đã tiến vào cửa địa ngục, thậm chí cánh cửa u tối đó cũng đã chậm rãi đóng lại. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều hết sức chấn động. Đặc biệt là Lý Chính Đạo, nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị đánh vào cửa địa ngục thì không khỏi kinh hô lên một tiếng, cậu Tiêu. Úi, dù cụ ta cũng là thế tử. Cũng hiểu rằng cánh cửa địa ngục đó cũng chỉ là cánh cửa vào một không gian khác mà thôi. Thay vì nói Tiêu Chính Văn bị đánh vào trong địa ngục thì chi bằng nói bị đánh vào trong một không gian khác. Thế nhưng thực lực của Lý Chính Đạo căn bản không đủ để cứu được Tiêu Chính Văn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa lớn đen ngòm kia từ từ đóng lại, không thôi tiếc thương cho Tiêu Chính Văn. Những võ giả khác trong thánh vực cũng đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, ban nãy Tiêu Chính Văn trông anh dũng tới độ nào. Nhưng dù là vậy thì cũng bị đánh cho không còn sức để đáp trả chỉ trong nháy mắt. Vào khoảnh khắc mấy người ông đồng đang chế nhạo Tiêu Chính Văn, chỉ có Thiên Hành là nhìn về phía cánh cửa không gian sắp sửa đóng lại kia với sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng như đang suy tư điều gì đó. Trong số mọi người, chỉ có thực lực của ông ta là mạnh nhất, cảnh giới cũng là cao nhất. Mà vào lúc khối cầu ánh sáng màu trắng kia sắp sửa bị ngăn cách vĩnh viễn bên trong cánh cửa lớn màu đen, Thiên Hành lại cảm nhận được một luồng khí tức không hề bình thường. Theo lý mà nói, với biểu hiện ban đầu của Tiêu Chính Văn, cậu ta không thể không có chút sức đánh trả nào, thế nhưng ban nãy, Tiêu Chính Văn lại thật sự không hề chống trả dù chỉ một chút. Gừ, vào lúc Thiên Hành đang hoài nghi, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa cứ thế truyền tới. Quả nhiên, không để cho mọi người hoàn hồn trở lại, chỉ thấy khối cầu trắng đó đột nhiên chia năm xẻ bảy. Một người đàn ông giống như thiên thần dáng thế sải những bước chân kiên định tiến ra phía trước. Rắc, vào lúc Tiêu Chính Văn bước ra khỏi cánh cửa lớn màu đen, một tiếng vang cực kỳ rõ nét cũng truyền tới. Ngay sau đó, cánh cửa kia đột nhiên vỡ nát vụn giống như thủy tinh. Vô số mảnh vỡ đồng loạt rơi từ trên cao xuống dưới. Thế nhưng kỳ lạ là những mảnh vỡ đó lại biến mất tăm chỉ trong nháy mắt trước khi kịp chạm tới mặt đất. Người nên xuống địa ngục đền tội chính là mấy người. Tiêu Chính Văn vô cùng lạnh lùng, mái tóc dài tung bay trong gió, hình thái cực âm dương dưới chân đang điên cuồng chuyển động, mà sau lưng và hai bên người anh đều có rồng dài cả trăm mét đang uốn lượn. Đúng vào lúc này, hai luồng khí tức cường đại đồng thời bộc phát, giống như hai mũi tên sắc nhọn bay lạc hướng lao thẳng về phía mấy người Chu Thụy Chân. Hử, Chu Thụy Chân nhíu chặt lông mày. Vào lúc hắn nhìn rõ là hai người Long Hình và Long Nguyệt thì không khỏi cười lạnh lùng, hai người cũng tới nộp mạng à. Mặc dù Long Hình và Long Nguyệt đã đột phá lên cảnh giới nhân vương cấp 1, có cảnh giới tương đương với Truy Thụy Chân, thế nhưng hắn là thể tử nhà họ Chu đó. Chưa nói tới thực lực tự thân, chỉ riêng con át chủ bài vô hạn mà nhà họ Chu cho hắn cũng không phải thứ mà hai người Long Hình và Long Nguyệt có thể so bì được. Anh Chu, trời ban cho thời cơ tốt. Giết bọn chúng nói không chừng sẽ thu được món lợi bất ngờ. Trong mắt Khổng Tuyên ngập tràn vẻ tham lam, nhìn hai người Long Hình và Long Nguyệt rồi kích động nói. Khi Khổng Tuyên vừa nói dứt lời, chỉ thấy một vật thể màu đen được hắn ném ra theo. Vật thể màu đen đó thấy gió thì nở ra, chỉ trong nháy mắt đã to như cái thớt. Mãi tới lúc này, mọi người mới nhìn rõ đó chính là Nhất Phương Nghiên Đài.
hậu nhân của ông Khổng quả nhiên ai ai cũng thâm độc. Đúng thật là thượng bất chính, hạ tắc loạn, giết. Long Hình gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Khổng Tuyên trước tiên. Long Nguyệt cũng không hề yếu thế, lao thẳng về phía Chu Thụy Chân và chém giết. Ánh sáng trong mắt Theodore nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát chợt lóe lên, cũng lập tức gia nhập vào trong chiến đoàn, cùng với hai người Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên bao vây hai người Long Nguyệt. Tiêu Chính Văn ở một bên lại không hề bận tâm tới việc hai người Long Nguyệt bị bao vây, chỉ cần hai người họ phát huy như thường thì ba người này căn bản không phải đối thủ của họ. Đồng thời, giao đấu với Thế Tử cũng chính là cơ hội để cho hai người họ nâng cao năng lực bản thân. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không thể không thừa nhận, võ giả thông thường căn bản chẳng thể so với Thế Tử. Dù là kinh nghiệm hay là thủ đoạn thì đều bị Thế Tử bỏ xa mười mấy con phố. Thế nhưng chính vì như vậy mà trận đại chiến trước mắt cũng là khảo nghiệm đối với hai người Long Nguyệt và Long Hình. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Chính Văn lại vang lên thêm lần nữa, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, rút điện thoại ra liếc nhìn, sau đó bấm nghe máy. Khụ, ngay cả Thiên Hành cũng suýt bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức tới độ hộc máu. Mặc dù Tiêu Chính Văn thoát được một kiếp nạn, thế nhưng giờ cậu ta vẫn bị năm cao thủ bao vây tấn công mà. Đã là lúc này rồi mà vẫn còn tâm trí nhận điện thoại sao? Tiêu Chính Văn, cậu dám coi thường chúng tôi. Ngay cả Thiên Hành cũng không nhẫn nhịn được mà gầm lên. Ông ta là nhân vật ở đẳng cấp bá chủ bên trong thánh vực, mấy trăm năm nay, không biết đã có bao nhiêu cao thủ chết dưới lưỡi kiếm của ông ta rồi. Hơn nữa, hiện giờ khoảng cách để ông ta tiến tới cảnh giới nhân vương cấp 5 cũng chỉ còn một bước mà thôi. Thế nhưng hôm nay ông ta lại bị Tiêu Chính Văn coi thường như vậy. Dù tính khí ông ta có tốt tới đâu thì cũng không nhịn nổi cục tức này. Thiên Hành vung tay lên, một tia sáng vô cùng chói mắt liền xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng đó ngày càng trở nên lớn hơn, thậm chí còn giống như một vầng mặt trời nhỏ trôi giữa khoảng không. Liệt nhật đương không, khi ông ta gầm lên đầy phẫn nộ, quả cầu ánh sáng đó giống như một vầng mặt trời diễm lệ từ từ nhô lên. Thế nhưng thứ mà nó mang tới cho thế giới này lại không phải là ánh sáng và sự ấm áp mà là áp lực bất tận và sát khí cực kỳ khủng bố. Lúc này, ngay cả mấy người Kiều Nhi cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, dù bọn họ không có địa vị và danh vọng như Thiên Hành, thế nhưng đã từng có lúc nào bị người ta xem thường như thế. Dù gì bọn họ cũng là cường giả đỉnh cao ở cảnh giới nhân vương cấp 4, hành động của Tiêu Chính Văn rõ ràng đang trà đạp lên trên lòng tự tôn của bọn họ. Lúc này, bốn người còn lại cũng gần như ra tay cùng một lúc, sự áp bức vô biên san phẳng hết tất cả núi cao và những tòa nhà cao tầng xung quanh chỉ trong nháy mắt. Rõ ràng, mấy người bọn họ đã không còn khoanh tay đứng nhìn nữa. Tất cả mọi người đều hận Tiêu Chính Văn thấu xương, chỉ muốn dùng một đòn xé xác Tiêu Chính Văn ra luôn thì mới có thể xả hết được sự căm phẫn trong lòng. Tiêu Chính Văn lại giống như người ngoài cuộc, anh nói vào bên trong điện thoại, không sao, chỗ tôi giờ đang gặp phải chút vấn đề. Anh nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh kéo theo một cái đuôi dài lao về phía nhát kiếm mà ông Đồng vừa mới chém ra. Chỉ riêng kiếm khí của thanh kiếm đó đã có thể làm rung động cả sông núi, ngay cả mấy người Chu Thụy Chân đang chiến đấu kịch liệt cũng không thể không liên tiếp lùi ra sau trước sự mãnh mẽ của uy thế. Thế nhưng đòn đánh này của ông ta, trong mắt Tiêu Chính Văn lại chẳng đáng để liếc nhìn. Suy cho cùng, mặc dù cảnh giới của ông Đồng cao, thế nhưng sự lĩnh hội lại còn quá thấp. Lúc này, ông ta vẫn còn đang cảm nhận và lĩnh hội ở tầng nguyên khí, nhát kiếm này của ông ta, thoạt nhìn có vẻ rất mạnh, thậm chí có thể khiến cho đất trời rung chuyển, thế nhưng sự thật thì không phải như thế. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn không chỉ lĩnh hội được vô cùng sâu sắc về chân khí mà thậm chí còn lĩnh hội ra được một chữ nguyên. Thứ gọi là nguyên giả chính là khởi nguồn của thế giới này, tất cả trở về điểm xuất phát. Cũng có thể nói, nguyên khí cũng được, chân khí cũng thế, hình thái cuối cùng chính là nguyên khí. Đây vừa là điểm khởi nguồn của vũ trụ, cũng vừa là nền tảng cấu thành vạn vật. Mặc dù Tiêu Chính Văn giờ cũng chỉ mới nhìn được một góc của núi băng, thế nhưng lại lĩnh hội được rất rõ một điểm từ bên trong, đó chính là chiêu thức công kích nhìn càng cường hãn thì càng đi ngược lại với tự nhiên. Tất cả những thứ đi ngược lại với quy luật tự nhiên đều là biểu hiện của kẻ yếu. Vậy nên, vào lúc con dao quân đội năm cạnh mà Tiêu Chính Văn ném ra đâm vào lưỡi kiếm kia của ông Đồng, khí kình cường đại cũng lao thẳng về phía ông Đồng.
Ông Đồng chưa kịp tháo chạy đã bị cú tát của Tiêu Chính Văn đánh ngã lăn xuống đất. Khói bụi dâng lên xung quanh phải cao tới cả 100 mét, trên mặt đất cũng hình thành một cái hố lớn hình người sâu mấy chục mét. Ông Đồng không chỉ không còn cánh tay mà ngay cả nửa thân bên trái cũng đều nát như. Ông Đồng bị trọng thương, lúc này chỉ có thể không ngừng co giật theo bản năng, máu tươi men theo khóe miệng ông ta chảy ra ngoài giống như suối. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Thiên Hành cũng đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù ông Đồng còn kém xa ông ta, thế nhưng cũng là cao thủ nhân vương cấp 4 đấy. Vậy mà đã bị Tiêu Chính Văn đánh tàn phế chỉ trong một chiêu. Nhanh lên, chúng ta cùng hợp lực giết cậu ta. Tuyệt đối không thể để cậu ta sống sót rời khỏi nơi này. Thiên Hành gầm lên, lao về phía Tiêu Chính Văn đầu tiên. Đồng thời, đám người Kiều Nhi cũng lần lượt sử dụng những kỹ năng riêng của họ. Nhất thời, hàng ngàn đòn tấn công mạnh mẽ phóng về phía Tiêu Chính Văn. Một bóng hình màu trắng, giống như bóng ma đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn, sau đó đánh một đòn vào vai Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không nghĩ nhiều mà xoay người, dùng khuỷu tay chống đỡ. Bụp! Khuỷu tay của Tiêu Chính Văn đập mạnh vào lòng bàn tay của người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng bên cạnh Theodore, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng sóng khí bắn ra. Bùm, luồng sóng khí kia thực sự đã xuyên thủng một hang động lớn cách đó hàng nghìn mét. Còn người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng như một viên đạn pháo, đập mạnh xuống mặt đất. Tiêu Chính Văn phóng đến trước mặt người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng nhanh như chớp, những gợn sóng lắc lư trong không trung. Như thể cơ thể của Tiêu Chính Văn có thể tự do đi lại trong khoảng không. Con người của người đàn ông mặc áo choàng trắng đột nhiên co rút lại. Ông ta không thể tưởng tượng được Tiêu Chính Văn làm sao có thể làm được điều này. Vào lúc này, ông ta dường như nhìn thấy khí tức chết chóc mãnh liệt từ người Tiêu Chính Văn. Không, trên trán người đàn ông mặc áo choàng trắng chảy đầy mồ hôi hột, mặc dù lúc này, Tiêu Chính Văn đang rất nhàn nhã, tay còn lại vẫn đang cầm điện thoại, bình tĩnh nói chuyện với đầu dây bên kia. Nhưng mỗi khi Tiêu Chính Văn tiến lên một bước, ông ta lại càng cảm thấy mình càng tiến thêm một bước vào chỗ chết. Ông ta còn chưa kịp định thần lại, bàn tay của Tiêu Chính Văn đã đặt trên vai ông ta. À, ngay khi lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn đặt lên vai ông ta, dường như có một sức hút mạnh mẽ đang rút loại chất nào đó từ trong cơ thể ông ta ra. Trong nháy mắt, ông ta đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào, người cũng không đứng vững nổi nữa. Bàn tay Tiêu Chính Văn như một con dao, nhẹ nhàng hạ xuống, cơ thể ông ta như một tờ giấy, bị Tiêu Chính Văn khoét một lỗ thật lớn. Ngay sau đó, nửa người ông ta như bị thối rữa, rơi xuống dưới. Hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn đột nhiên tăng nhanh tốc độ xoay tròn, người đàn ông mặc áo choàng trắng dường như nhìn thấy từng tia khí trắng, bị hình thái cực âm dương khổng lồ hút vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Bây giờ ông ta mới hiểu ra, thứ vừa rồi bị rút ra khỏi cơ thể mình chính là sinh khí của ông ta. Đừng, đừng mà, phụt, người đàn ông mặc áo choàng trắng còn chưa kịp nói xong. Cơ thể ông ra đã hóa thành một đám xương máu. Nhưng đám xương máu đó không hề tiêu tan, mà nhanh chóng ngưng tụ lại trên không trung, ép chặt lẫn nhau. Một đám xương máu hình người cuối cùng ép lại chỉ còn bằng hạt đậu, sau đó giọt huyết tinh đó dung hợp vào hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nín thở. Một vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4. Trong nháy mắt đã bị hình thái cực âm dương kỳ quái dưới chân Tiêu Chính Văn luyện thành huyết tinh. Vòn bị hấp thụ ngay lập tức. Điều này thật quá đáng sợ. Tiêu Chính Văn lúc này trong mắt mọi người đã không còn là võ giả trẻ bình thường nữa, mà là ác quỷ đáng sợ. Đó đều là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4, nhưng trong nháy mắt đã có 3 người bị hạ gục trong tay Tiêu Chính Văn vô cùng dễ dàng. Ừ, được thôi, tôi vẫn còn 1-2 phút nữa, không thành vấn đề. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Giờ phút này, cả Thiên Hành cũng hóa đá, Tiêu Chính Văn sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả ông ta cũng không thể bình yên dưới sự bao vây tấn công của 3 vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4, hơn nữa còn luyện một người trong số họ thành thuốc bổ. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không hề dừng lại. Một làn sóng gợn lắc lư trong khoảng không, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện trước mặt Kiều Nhi. Mặc dù Tiêu Chính Văn vừa đánh bại 3 người trong số bọn họ, nhưng Kiều Nhi dường như không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ giễu cợt. Thực ra, từ thân pháp của Tiêu Chính Văn,
Kiều Nhi đã có thể nhìn ra được Tiêu Chính Văn rất thành thạo điều khiển trận pháp không gian giống cô ta. Nếu không, vừa rồi Tiêu Chính Văn không thể nhẹ nhàng phá vỡ cửa phòng ấn như vậy. Chính vì điều này mà Kiều Nhi là người duy nhất trong đám đông không sợ Tiêu Chính Văn. Trận pháp không gian vừa có thể hấp thụ đòn công kích của đối phương, đồng thời còn có thể tùy ý thay đổi vị trí của mình. Có thể nói, người thực sự nắm vững trận pháp không gian hầu như rất thất thường, hoàn toàn không thể nắm bắt được. Nhưng lúc sau lưng Kiều Nhi đột nhiên nổi lên một gợn sóng lắc lư, sắc mặt của cô ta liền thay đổi. Sao có thể, trước khi cô ta kịp biến mất trong những gợn sóng, không gian phía sau cô ta dường như đã bị phong ấn. Những gợn sóng chỉ lắc lư nhẹ rồi biến mất, vù, trong giây sau, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên từ sau lưng bắn ra, xuyên thẳng qua bụng dưới của cô ta. Kiều Nhi phun ra một ngụm máu tươi, luồng ánh sáng vàng kia không chỉ xuyên qua cơ thể cô ta, mà dường như còn lấy đi toàn bộ sức lực trong cơ thể cô ta. Chuyện này, không thể nào, Kiều Nhi không tin nổi, sau đó cơ thể rơi từ trên trời xuống đất. Sau khi phun ra một ngụm máu, Kiều Nhi mới ngước nhìn người đàn ông đang đứng kiêu hãnh trên cao với vẻ không cam lòng. Tận mắt chứng kiến bốn vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 bị đánh thảm hại, ông lão tóc bạc bên cạnh Theodore sợ hãi đến mức hồn suýt lìa khỏi xác. Đây không phải là đang vây giết Tiêu Chính Văn, mà là đang xếp hàng chờ chết. Thực lực của đối phương gần như là vô địch. Nghĩ đến đây, ông lão tóc bạc liền quay người bỏ chạy, không màng đến sự sống chết của Theodore nữa. Ưu tiên trước mắt bây giờ là giữ lấy mạng sống của mình. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ liếc nhìn qua ông ta, sau đó vung tay, con dao quân đội năm cạnh phóng ra. Vù, trong phút chốc, ông lão tóc bạc hóa thành một đám xương máu, chết ngay tại chỗ. Lúc này, Lý Chính Đạo đang ngồi bên dưới theo dõi trận chiến, vô cùng kinh ngạc. Mỗi đòn tấn công của Tiêu Chính Văn dường như rất bình tĩnh, không hề khoa trương. Nhưng mỗi đòn đánh, mỗi chiêu thức, thậm chí là từng cú đấm, từng cú đá đều hợp với trời đất. Nếu không, sẽ không có thần uy hủy diệt đến vậy. Chẳng trách lúc trước Tiêu Chính Văn lại dám kiêu ngạo như vậy, dám một mình thách thức mấy thế lực lớn trong thánh vực. Lý Chính Đạo vừa thở dài vừa cười khổ. Với thực lực của Tiêu Chính Văn, không cần cụ ta phải lo lắng. Người ta chỉ cần nâng tay lên liền có thể giết chết cao thủ nhân vương cấp 4, sao cụ ta có thể sánh bằng. Lý Chính Đạo càng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến thân phận thế tử của mình. So với Tiêu Chính Văn, cho dù cụ ta là con cháu của Tam Nguyên Lý Tịnh, hay là thế tử của nhà họ Lý mấy trăm năm trước có tiềm lực nhất, thì ngay cả tư cách sách xếp cho Tiêu Chính Văn cũng không có. Lúc này, người còn kinh ngạc hơn Lý Chính Đạo chính là Thiên Hành. Nhìn thấy từng trợ thủ lần lượt chết dưới tay Tiêu Chính Văn, Thiên Hành vô cùng choáng váng. Nếu cho ông ta một cơ hội nữa để lựa chọn, ông ta sẽ không khiêu khích vị thần chết này nữa. Nhưng hiện giờ, ông ta đã không còn sự lựa chọn nào nữa. Ông ta cũng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng ông lão tóc bạc lúc nãy đã dùng mạng sống của mình để giải thích cho ông ta thấy hậu quả của việc chạy trốn. Tiêu Chính Văn, hôm nay tôi sẽ liều mạng với cậu. Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi cầm thanh kiếm dài trong tay, đột nhiên cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức bị máu đỏ bao phủ, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, trông vô cùng kỳ quái. Tiêu Chính Văn, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Tất cả những chuyện này đều là do cậu ép tôi. Tôi phải thừa nhận rằng cậu thực sự rất giỏi, nhưng, tôi cũng sẽ không để cậu, bộp. Thiên Hành còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã giơ tay lên tát mạnh vào mặt ông ta. Âm thanh giòn giã vang lên, cơ thể Thiên Hành vẹo sang một bên, bắn ra xa hàng trăm mét. Được rồi, đợi tôi về. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại, nhẹ nhàng đi về phía Thiên Hành. Mặc dù bước đi của Tiêu Chính Văn rất nhàn nhã, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Cậu, Thiên Hành định đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra rằng mình chẳng còn sức để đứng dậy nữa. Chuyện quái gì vậy? À, Thiên Hành không hổ danh là người trải qua nhiều chuyện lớn khi ở vùng ngoài lãnh thổ, ông ta lập tức nhìn chằm chằm vào hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn. Cậu chiếm đoạt sinh khí của tôi. Ha ha ha, Thiên Hành đột nhiên cười khổ, thảo nào những người chống lại Tiêu Chính Văn đều gục ngã ngay lập tức. Khi một người bình thường bị tước đoạt sinh khí, người đó sẽ biến thành một cái xác chết ngay tại chỗ.
Còn những cao thủ đã đạt đến cảnh giới nhân vương như bọn họ sẽ có thể sống thêm một thời gian, nhưng trong thời gian này, bọn họ sẽ giống như những người bình thường. Chẳng trách chỉ bằng một chiêu, Tiêu Chính Văn đã có thể đánh cao thủ nhân vương cấp 4 thành đám xương máu. Bởi vì người mà Tiêu Chính Văn đối mặt lúc đó không còn là cao thủ nhân vương cấp 4 nữa mà là một người bình thường. Giết tôi, ông xứng sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo, không phải cứ đạt đến cảnh giới nhân vương thì sẽ là nhân vương chân chính đâu. Thật ra Tiêu Chính Văn đã biết đến điểm khác nhau giữa thời kỳ thượng cổ và võ thuật hiện đại từ Thiên Sơn Thư Lục từ lâu. Giống như khi Tiêu Chính Văn vẫn đang ở cảnh giới thiên thần thì đã biết cảnh giới thiên thần chắc chắn phải là sự kết hợp giữa sức chiến đấu và trận pháp mới có thể được xem là cao thủ cảnh giới thiên thần thật sự về ý nghĩa. Mà sở dĩ cảnh giới nhân vương có sự cách biệt về bản chất với cảnh giới thiên thần cũng là vì nguyên nhân này. Từ thiên vương đến thiên thần cần phải có sự thấu hiểu đặc sắc về trận pháp, hiểu sâu sắc về quy luật tự nhiên của thế giới này. Nhưng đến trình độ của nhân vương chỉ dựa vào những thứ này thôi thì không thể được xem là cao thủ cảnh giới nhân vương thật sự. Chẳng qua là vài cao thủ cảnh giới thiên thần có thể sử dụng sức mạnh bên ngoài càng lớn hơn mà thôi. Theo ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, cảnh giới càng cao thì càng có yêu cầu cao với ngộ tính, hơn nữa mức độ lĩnh ngộ cũng khác nhau. Mỗi cảnh giới ở một cấp đều cần tương ứng với bản ngộ và cảm giác. Như Long Nguyệt và Long Hình. Tại sao vừa đột phá bán bộ nhân vương là có thể thể hiện sức chiến đấu khủng khiếp thế? Không phải trận pháp mà họ dùng cao siêu như thế nào mà là họ đã lĩnh ngộ được nguyên khí. Nguyên khí cũng là con đường cần phải lĩnh ngộ cả cảnh giới nhân vương. Chỉ là hiện tại có rất nhiều cao thủ cảnh giới nhân vương, mặc dù đã có nhân vương cấp 2, cấp 3, thậm chí cảnh giới cao thủ nhưng lại chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, cái gì là nguyên tố. Thế nên sức lực hai bên không ở trong cùng một tầng, dù cảnh giới có cách biệt cũng hoàn toàn có thể lấp bằng khoảng cách này, thậm chí là vượt xa. Nói đến cùng trong cả thánh vực cũng không có cao thủ cảnh giới nhân vương thật sự, nói họ mạnh hơn cao thủ cảnh giới thiên thần của thiên thần 4 sao vẫn hợp lý hơn. Thế nên không chỉ Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng giải quyết 5 cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4, ngay cả Long Nguyệt và Long Hình cũng chiếm mấy phần ưu thế. Mặc dù hai người họ cũng bị thương nhẹ nhưng so với tình trạng thảm hại cả người đầy máu của đám người Chu Thụy Chân, thì chút vết thương nhỏ này không đáng kể. Thấy bên Tiêu Chính Văn đã đánh xong, đám người Chu Thụy Chân cũng vội vàng dừng tay. Lúc này nếu còn đánh tiếp thì không còn ý nghĩa gì nữa. Các cao thủ mà gia tộc cử ra để ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho họ đều lần lượt bỏ mạng. Nếu còn đánh tiếp hễ Tiêu Chính Văn xen vào đánh thì họ đâu còn đường sống. Đến bây giờ tất cả mọi người đều nhớ đến câu nói lúc đầu Tiêu Chính Văn nói, mọi người cùng nhau lên để tiết kiệm thời gian không phải là lời nói ngông cuồng mà là người ta thật sự có thực lực này. Lúc này tất cả mọi người đều nghẹn thở nhìn Tiêu Chính Văn. Ngay cả Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên cũng không khỏi cảm thấy hối hận nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này họ mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cái gì. Chu Thụy Chân, Khổng Tuyên. Lý Chính Đạo bước đến gần mọi người lạnh lùng nhìn đám người Chu Thụy Chân. Thậm chí Chu Thụy Chân có thể nhìn thấy vẻ khinh thường trong ánh mắt họ. Ông Lý, Chu Thụy Chân cắn răng, đỏ mặt cúi đầu nói. Còn nhớ những lời tôi đã nói không? Cậu Tiêu là người trợ giúp có thực lực mạnh nhất của các cậu, nếu lúc đó các cậu nghe lời đề nghị của tôi thì sẽ rơi vào bước đường hôm nay sao? Nói rồi Lý Chính Đạo khinh thường cười nhạo. Nghe cụ ta nói thế Chu Thụy Chân gần như đứt ruột, đồng thời cũng thầm hận Khổng Tuyên. Chu Thụy Chân, thật ra tôi biết rõ lúc đó cậu có lòng muốn mời cậu Tiêu gia nhập, nhưng tiếc là cậu không giỏi đối nhân xử thế, với trí thông minh của người nhà họ Chu sao có thể tin tưởng nhà họ Khổng. Tính ra thì con cháu nhà họ Khổng và môn sinh của họ có một người tốt, không có một được xem là người sao. Thời Đại Minh, 27, 26 năm. Có biết bao nhiêu thiên tử nhà họ Chu đã bị môn sinh nhà họ Khổng giết hại? Bên đảng Đông Lâm có ai không phải là đệ tử nhà họ Khổng? Họ ngoài ích kỷ, tham lam, hèn nhát, gian xảo, hèn hạ, không biết xấu hổ ra thì chỉ có nham hiểm không phải sao? Mặc dù võ giả rất có khả năng trở thành tướng và binh ngang tàng hung hãn nhưng các cậu có từng nghĩ mấy người này chỉ vì lợi ích không tiếc phải giết vua? Còn cậu lại vẫn nghe theo lời Khổng Tuyên, có ý của trách cậu Tiêu. Cậu nghĩ cậu có xứng đáng với tổ tiên nhà họ Chu không? Cậu có xứng với tổ tiên đã bị đảng Đông Lâm giết hại không?
cậu xứng với sự kỳ vọng của nhà họ Chu với cậu sao? Mỗi một câu Lý Chính Đạo nói gần như khiến đầu óc Chu Thụy Chân nổ ầm ầm như sấm. Quả thật nếu không phải vì Khổng Tuyên ra sức đề nghị, Chu Thụy Chân cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu rồi đi nịnh nọt nhà họ Ngụy và Thiên Hành để không còn đường quay lại. Nhưng chuyện đến bây giờ hắn mới nhận ra, Thiên Hành, nhà họ Ngụy gì đó là trò cười không hơn không kém. Lý Chính Đạo, ông dám sỉ nhục nhà họ Khổng. Ai mà không biết tổ tiên nhà tôi là thầy của thánh nhân. Thấy cuối cùng đã bị bại lộ, Khổng Tuyên trợn mang phồng má tức giận mắng. Hừ, ngay cả cặn bã của Hoa Quốc mà cũng dám tự xưng là thầy của thánh nhân à. Tôi nghe nói thánh nhân khi xưa có Tôn Vũ Võ Thánh, Bạch Khởi Chiến Thánh, Hàn Tín Minh Thánh, Vương Hử Mưu Thánh, Cơ Tử Đức Thánh, Cát Chư Khổng Minh Chí Thánh, nhà họ Khổng cậu so gì được với họ. Người có học các cậu có thể giấu được người khác nhưng giấu được gia tộc ngoài lãnh thổ chắc. Bao nhiêu người đời sau đều hiểu lầm Đại Minh là đất nước khép kín, hơn nữa không biết chuyến đi của Trịnh Hòa không phải chỉ truyền bá giáo hóa mà còn học hỏi. Các cậu không vô cớ sỉ nhục Trịnh Hòa chính là vì thời đại các cậu làm ăn kinh doanh trên biển nhưng không nộp thuế cho nhà nước. Mãi đến sau đó họ vẫn âm thầm cấu kết với hải tặc gây họa cho đất nước. Lẽ nào đảng Đông Lâm này không bị gia chủ nhà họ Khổng lúc đó là Khổng Ngọc Long xui khiến sao? Chu Kỳ Trấn vừa chiếm được Cao Miên, muốn mở đường biển chẳng phải là do bị các cậu làm một trận binh biến giả kéo xuống nước sao? Nghe Lý Chính Đạo nói đến đây, sắc mặt Khổng Tuyên càng trở nên khó coi. Hắn rất muốn cãi lại nhưng từng câu từng chữ của Lý Chính Đạo đều là sự thật, dù hắn có 10 cái miệng cũng không thể cãi. Tiêu Chính Văn khoát tay với Lý Chính Đạo. Tiêu Chính Văn lười nhắc đến những chuyện đã qua. Trong Thiên Sơn Thư Lục cũng có ghi chép về nhà họ Khổng. Hơn nữa thậm chí Tiêu Chính Văn còn biết rõ những chuyện quá khứ hơn cả Lý Chính Đạo. Ông Lý, thôi vậy, Chu Thụy Chân, tôi hỏi anh, làm sao để lấy khí vận của Âu Lục? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Chu Thụy Chân nói, khí vận Âu Lục chỉ có mấy thế tử bọn tôi mới có thể lấy được, không phải là thế tử thì không được các gia tộc khác ủng hộ. Sứ giả khí vận Âu Lục cũng sẽ không giao khí vận ra. Những lời Chu Thụy Chân nói cũng khiến cả Tiêu Chính Văn không khỏi ngạc nhiên. Khí vận mà còn phải nằm trong tay sứ giả khí vận gì đó sao? Nhưng nghĩ kỹ lại Tiêu Chính Văn lại hiểu ra. Như quốc vận Hoa Quốc có thể được thiên tử hiến tế để kích thích khí vận Vi Hào, có thể trở thành trận pháp bảo vệ đất nước của Vi Hào, thì khí vận Âu Lục sao lại không thể nằm trong tầm kiểm soát của ai đó chứ? Trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi lại một bộ trận pháp âm dương tập hợp khí vận, nhưng trước đó Tiêu Chính Văn không để tâm đến chuyện này, càng không có hứng thú với khí vận. Nếu họ không xuất thân từ gia tộc thì sao? Lẽ nào không có cách khác sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn Chu Thụy Chân nói. Chu Thụy Chân cắn môi thở dài nói, dĩ nhiên cũng có thể, phải được tất cả thế tử đồng ý cho họ nhận khí vận Âu Lục mới được. Hắn vừa dứt lời, Khổng Tuyên giễu cợt nói, ha ha. Tiêu Chính Văn, náo loạn nãy giờ anh còn không biết quy tắc trò chơi à? Hai, đúng là tiếc thật, anh tốn hết tâm trí cuối cùng chỉ có thể quay về tay không? Nói rồi Khổng Tuyên lại ngửa mặt lên trời bật cười, một lúc sau mới xoay người lại nói với Lý Chính Đạo, ông Lý, xem ra người ông đề cử ngoài đầu óc không tốt thì những cái khác không có vấn đề gì. Không biết câu tục ngữ, đầu óc không tốt khéo về chạy trốn có phải nói anh Tiêu này không? Đúng là nực cười. Dẫn theo hai võ giả bình thường mà cũng dám ham muốn khí vận Âu Lục. Lẽ nào anh không biết quy tắc mà các nhân tài Âu Á đã đặt ra vào mấy nghìn năm trước? Nghe Theodore nói, Tiêu Chính Văn không khỏi quay đầu lại nhìn Lý Chính Đạo khó hiểu nói, ông Lý, ý hắn là gì? Lý Chính Đạo im lặng một lúc bất lực lắc đầu nói, hắn nói không sai, đây đúng là quy tắc mà các nhân tài Âu Á đã đặt ra vào mấy nghìn năm trước, chỉ có thế tử mới có thể giữ khí vận một phương của Âu Lục. Tiêu Chính Văn gật đầu nhíu mày nói, ngoài những cái đó thì sao? Không có xuất thân từ thế gia TSF không thể có được vận khí Âu Lục sao? Lý Chính Đạo khẽ lắc đầu nó, không phải vậy, chỉ cần hai vị thế tử gật đầu đồng ý và những vị thế tử khác không phản đối thì người bình thường cũng có thể có được vận khí Âu Lục. Chỉ là, trong hàng nghìn năm qua, chưa từng có người bình thường nào nhận được đặc ân như vây. Nghe Lý Chính Đạo nói vậy. Tiêu Chính Văn mới hiểu tại sao trong hàng nghìn năm qua, mặc dù có vài lần suýt nổ ra đại chiến chưa từng thấy, nhưng cuối cùng đều kết thúc một cách kỳ lạ. Nghe nói năm đó Ahe Sanjin suýt chút nữa thì đánh vào Hoa Quốc,
nhưng cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đánh đảo quạt. Hóa ra từ hàng nghìn năm trước, hai lục địa đã đặt ra quy tắc. Đến nỗi thành Cát Tư Hãn sau này dù có thống nhất hai lục địa Âu Lục và Á Lục cũng chỉ tồn tại chưa đến 300 năm. Này, Tiêu Chính Văn, cuối cùng mưu kế của anh cũng không thành đâu. Có nhiều thế tử như vậy, ai lại đồng ý để hai người các anh lấy đi vận khí Âu Lục chứ? Ngụy Ngưng Nhi khóc bên xác Ngụy Quốc Đào một lúc lâu sau mới nhảy lên chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn mà chửi rủa. Nhà họ Ngụy cô ta sai lầm thì đã sao? Tiêu Chính Văn đánh bại Thiên Hành thì thế nào chứ? Chỉ những thế tử của thế gia mới được cai quản vận khí Âu Lục, điều này là để ngăn chặn chiến tranh bùng nổ giữa Âu Lục và Á Lục, vì vậy nó là quy tắc được đặt ra bởi các nước lớn từ thời cổ đại. Cho dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến đâu thì người bảo vệ vận khí cũng sẽ không giao vận khí Âu Lục cho Tiêu Chính Văn. Thật ồn ào, Tiêu Chính Văn xua tay, phóng ra một luồng gió mạnh, Ngụy Ngưng Nhi còn chưa kịp chế nhạo Tiêu Chính Văn lần nữa thì đã lập tức biến thành một đám xương máu. Tiêu Chính Văn, cho dù anh giết cô ta thì cũng vô dụng thôi. Vận khí Âu Lục không thể giao cho đám dân đen các người được. Càng không thể giao cho một tên hạ lưu hoa quốc như anh. Theodore lấy tay che vết thương trên ngực và tức giận gầm lên. Tuy rằng hắn đã bị thương nặng, nhưng chỉ cần có thêm thời gian thì hắn vẫn có thể hồi phục như cũ. Mà bây giờ, không chỉ đám vệ sĩ của hắn bị giết, mà ngay cả vệ sĩ của Chu Thụy Chân cũng bị giết sạch, tiếp theo sẽ là trận đấu giữa các thế tử. Trong số các thế tử, Theodore có lòng tin giành được vận khí Âu Lục nhất. Ồ, anh chắc chứ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Theodore. Ánh mắt tràn đầy sát khí. Hừ, anh cho rằng một mình anh có thể giành được vận khí của Âu Lục sao? Nếu vậy thì tại sao Thiên Hành không tự mình giành lấy vận khí Âu Lục chứ? Anh cho rằng chỉ dựa vào sức lực của một mình anh là có thể khiến những thế tử như chúng tôi cúi đầu trước anh sao? Tuyệt đối không thể, chỉ cần có một người trong số chúng tôi đứng lên phản đối thì anh sẽ không thể đoạt được vận khí Âu Lục. Khổng Tuyên đắc ý nói. Lúc này, một vài thế gia trong thánh vực cũng đồng thanh nói, đúng vậy. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh lấy đi vận khí Âu Lục. Ngay cả Thiên Hành đang bị thương nặng cũng cười nhạo nói, Tiêu Chính Văn, cậu đánh bại tôi thì đã sao? Thánh vực đâu phải là nơi mà cậu có thể khống chế. Ồ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay đầu nhìn Chu Thụy Chân nói, anh cũng định phản đối sao? Chu Thụy Chân dùng mình. Một luồng khí tức chết chóc bao trùm lấy hắn. Tôi không phản đối. Chu Thụy Chân lắc đầu ngao ngán. Với thực lực của Tiêu Chính Văn, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hiện tại Tiêu Chính Văn đang xác nhận lại thái độ của hắn mà thôi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó quay lại nhìn những thế tử khác trong thánh vực, chế nhạo, chỉ cần có một người phản đối thì bọn họ sẽ không thể có được vận khí Âu Lục, đúng không? Gần như cùng lúc đó, mọi người đều nhìn ra sát ý trong mắt Tiêu Chính Văn. Bù! Một âm thanh lớn vang lên, kiếm Tần Vương bay ra, rơi vào lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu định làm gì? Thiên Hành kinh ngạc quát Tiêu Chính Văn. Rất đơn giản, nếu các người đã không sợ chết thì tôi đương nhiên sẽ cho các người được toại nguyện. Nói xong, toàn thân Tiêu Chính Văn tràn ngập ánh sáng vàng, kiếm Tần Vương lại càng oai phong. Tiêu Chính Văn, cậu dám tàn sát nhiều thế tử như vậy sao? Lẽ nào cậu không sợ, xẹt? Thiên Hành còn chưa kịp nói xong, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, đầu Thiên Hành đã bay lên cao, một cái xác không đầu liền rơi xuống. Tiêu Chính Văn, chúng tôi nhiều người như vậy, anh giết được hết không? Cho dù bất kỳ ai trong số chúng tôi, vụt, Tiêu Chính Văn cũng không cho Khổng Tuyên cơ hội nói chuyện, tia sáng lạnh lẽo lóe lên, đầu của Khổng Tuyên cũng bị chặt đứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Theodore lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Quay đầu muốn bỏ chạy nhưng chỉ thấy một tấm lưới vàng lớn được bao thủ trên bầu trời. Toàn bộ thánh vực đều bị cao thủ trong tấm lưới vàng này. Trong giây tiếp theo, vô số ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ thánh vực đã biến thành biển lửa. Chỉ có xung quanh đám người Tiêu Chính Văn là không có dấu vết của ngọn lửa. Cậu Tiêu, làm vậy có được không? Lý Chính Đạo sững sờ, toàn bộ thánh vực có mấy trăm vị thế tử lớn nhỏ. Cách làm này của Tiêu Chính Văn đã đắc tội với hàng trăm thế gia. Cho dù bỏ qua cho bọn họ thì sau này cũng sẽ là tai họa. Chắc ông Lý hiểu được đạo lý thả hổ về rừng. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều là kẻ thù của Hoa Quốc chúng ta.
cho dù là vì quốc gia, thì cũng không thể để bọn họ sống sót được. Tiêu Chính Văn không chút do dự, lòng bàn tay khẽ ẩn xuống, ngọn lửa vô biên chợt trở thành ngọn lửa cuồng bạo. Tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp thánh vực. Mãi đến hơn một giờ sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ thánh vực mới dần dần dập tắt. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng phóng bên bầu trời, sau đó một ông lão tóc bạc, mặc áo choàng trắng chậm rãi bước ra từ trong luồng ánh sáng. Này anh bạn, vì vận khí Âu Lục mà giết nhiều thế tử của các thế gia như vậy, cậu đã gây ra một tai họa khủng khiếp. Tiêu Chính Văn nghe xong, quay đầu nhìn về phía ông lão tóc bạc nói, hôm nay không giết, ngày sau cũng là kẻ thù, tại sao phải đợi đến ngày sau chứ? Theo quy định, vận khí Âu Lục nên được giao cho cấp dưới của tôi tiếp quản, đúng không? Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa quay lại nhìn Lý Chính Đạo và Chu Thụy Chân. Tôi không có ý kiến. Chu Thụy Chân vội vàng trả lời. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi vừa rồi, hắn làm sao dám có ý kiến nữa? Tôi đồng ý, Lý Chính Đạo nói không chút do dự. Ông lão tóc bạc suy tư một hồi rồi đưa cho Tiêu Chính Văn một chiếc hộp gỗ đơn giản. Tiêu Chính Văn đưa hộp gỗ cho Long Hình, sau đó nói với ông lão tóc bạc, này ông có thể tiễn chúng tôi một đoạn không? Ông lão cười bất lực nói, anh bạn nhỏ, xin mời. Trong nháy mắt, mọi người đã xuất hiện gần tháp mộ nơi họ đến, nhưng ông già tóc bạc đã biến mất. Lúc này, Lý Chính Đạo và Chu Thụy Chân vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn thật quá đáng sợ, đặc biệt là trận lửa lớn kia đã tàn sát toàn bộ thánh vực. Loại phương thức và tính cách này không hề yếu hơn so với những trưởng môn, trưởng giáo tông môn ở vùng ngoài lãnh thổ. Toàn bộ hàng trăm thế tử của các thế gia đều đã bị giết sạch không chớp mắt. Hơn nữa, khi Tiêu Chính Văn đối mặt với các cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 đều có thể giết người chỉ bằng một chiêu. Sức chiến đấu này nếu đặt ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ là một nhân vật đáng gờm. Cậu Tiêu, xem ra 5 năm trước, sự lo lắng của nhà họ Lý chúng tôi là không cần thiết. Lúc đó chúng tôi còn lo rằng với thực lực của cậu sẽ không thể đảm bảo sự an toàn cho Hoa Quốc trong giới thế tục. Bây giờ xem ra là chúng tôi lo nghĩ quá nhiều rồi. Lý Chính Đạo thành tâm thành ý nói. Lý Chính Đạo nói như vậy cũng không phải là đang coi thường Tiêu Chính Văn. Dù gì trước khi linh khí phục hồi, cao thủ trong các thế lực lớn, thậm chí là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cũng sẽ đồng loạt trở về thế tục. Hơn nữa, sau khi cường giả các nước trở về nhất định sẽ tính toán hết tất cả những gì mà Tiêu Chính Văn đã làm với bọn họ khi trước, mà cùng với sự xoay chuyển của thời gian, thậm chí ngay cả cường giả ở cảnh giới thiên thần cũng chỉ có thể coi như bia đỡ đạn. Tiêu Chính Văn khi đó chỉ có thực lực ở cảnh giới thiên thần một sao, dựa vào một mình anh thì sao mà che chở được hết cho cả Hoa Quốc. Thế nhưng bây giờ xem ra Tiêu Chính Văn không chỉ có thể bảo vệ được Hoa Quốc mà còn có thể giúp cho Hoa Quốc đứng vững trên đỉnh cao thế giới. Hơn nữa, lần này cũng trực tiếp đoạt đi khí vận của Âu Lục. Lẽ nào anh thật sự không lo lắng những thế gia đó sẽ tính sổ với anh hay sao? Theo như tôi biết, bọn họ đều ngầm qua lại với huyết tộc của vùng ngoài lãnh thổ, anh căn bản không biết cục diện của vùng ngoài lãnh thổ phức tạp tới độ nào. Chu Thụy Chân nghiến răng nói. Hắn thật sự không dám tin một mình Tiêu Chính Văn lại có thể tiêu diệt được cả thánh vực. Càng đáng sợ hơn là hàng trăm thế tử đều chết bên trong biển lửa đó. Nếu như chuyện này truyền trở về vùng ngoài lãnh thổ thì chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Để bồi dưỡng ra một thế tử, những thế gia này đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu thời gian. Chỉ riêng sự đầu tư trên phương diện thời gian đã là thứ mà mấy thế gia này căn bản không gánh nổi. Quan trọng nhất là bên trong còn có người của lâu đài Versailles, đó là một liên minh giữa các thế gia Âu Lục đó, liên minh này lớn tới độ nào. Căn bản chẳng một ai có thể biết được. Ngay cả nhà họ Chu trước giờ cũng phải nể mặt lâu đài Versailles vài phần, cũng không mong muốn phát sinh bất cứ tranh chấp gì với lâu đài Versailles. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch, vậy thì bây giờ không cần phải nương tay làm gì. Còn về chuyện tính sổ, Hoa Quốc không tính toán với bọn họ đã là ân huệ rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mặc dù Chu Thụy Chân là thế hệ sau của hoàng tộc đời đầu, thế nhưng Tiêu Chính Văn căn bản lại chẳng thể nhìn ra khí chất và lòng can đảm nên có của một người hoàng tộc từ trên người hắn. Càng không nhìn thấy tầm nhìn xa trông rộng nên có của một thành viên hoàng thất. So với thiên tử của bây giờ, Chu Thụy Chân còn kém xa. Hơn nữa, có thể bị loại người như Khổng Tuyên can dự vào trong quyết sách của mình,
điều này nói lên rằng Chu Thụy Chân thật sự không có chủ kiến, nhà họ Chu chọn hắn làm thế tử cũng coi như một nỗi bi ai của bọn họ. Mà mấy người Tiêu Chính Văn vừa mới từ trong thánh vực ra, mấy người Locketis đã tiến lên đón tiếp. Không phải do bọn họ biết được trước thông tin gì mà là vào ngày thứ hai Tiêu Chính Văn tiến vào thánh vực thì Âu Lục đã xảy ra chuyện rồi. Bốn bên đều thăm dò thông tin của Tiêu Chính Văn nhưng không có kết quả, cuối cùng bọn họ mới biết được tung tích của Tiêu Chính Văn từ bên phía Hắc Băng Đài của Hoa Quốc. Lúc này, 10 gia tộc lớn của Âu Lục đã cùng đường bí lối từ lâu, chỉ đành tìm tới loanh quanh trước lối ra đợi thông tin của Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, cuối cùng thì anh cũng ra rồi. Locketis nói, bước nhanh ra trước, vội vàng nắm lấy bàn tay của Tiêu Chính Văn. Rõ ràng còn thân thiết hơn cả trăm lần so với lúc nhìn bố ruột của mình. Tiêu Chính Văn nhíu mày rồi lại nhìn Camelo và Encan, cau mày hỏi, sao mấy người đều ở đây hết thế? Anh Tiêu, thật sự không giấu gì, lâu đài Versailles đã ra thông điệp cuối cùng với Vương Thất và 10 gia tộc lớn chúng tôi. Nếu như không nhanh chóng tìm ra được phương án giải quyết thì bọn họ sẽ tiêu diệt cả 10 gia tộc lớn chúng tôi. Locketis lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Thật ra phương án giải quyết mà lâu đài Versailles nói chính là làm thế nào để giao lại quyền hành của Âu Lục. Thế nhưng sau khi mất đi quyền lợi, dù là 10 gia tộc lớn hay là các phương thất của Âu Lục thì đều sẽ bị hạn chế, tới lúc đó có khác gì với mấy kẻ chết trong lâu đài Versailles kia đâu chứ. Trưởng lão của gia tộc chúng tôi đã đặc biệt phái tôi tới đón anh Tiêu. Locketis thấy Tiêu Chính Văn không đáp lời thì vội vàng bổ sung thêm một câu. Quả thực, với thân phận của hắn thì thật sự chẳng đáng để nhìn, căn bản không có tư cách đối thoại trực diện với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Locketis cũng không hề nói quá lời, gia tộc Lock đã gọi vô số cuộc điện thoại tới để thúc giục chuyện này rồi, tiếc rằng Tiêu Chính Văn vẫn cứ luôn ở trong thánh vực. Mấy người bọn họ căn bản không có lệnh bài thông hành, muốn vào thánh vực cũng khó như lên trời. Dù cho có thật sự lẻn vào, thánh vực rộng lớn tới độ nào cơ chứ? Bọn họ biết đi đâu để tìm Tiêu Chính Văn đây? Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, trong nước cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, anh buộc phải trở về nước nhanh nhất có thể. Cuộc điện thoại ban nãy chính là do Long Ngao gọi tới. Dưới áp lực của huyết tộc vùng ngoài lãnh thổ thì trong nước đã buộc phải đàm phán với đối phương rồi. Chỉ là chưa nói tới chuyện điều kiện đàm phán của bọn họ vô cùng hà khắc, còn bởi vì mấy người nhà họ Chu, nhà họ Lý, nhà họ Trương giúp Sơn Thành đánh lui sự tiến công của huyết tộc, vậy nên bên phía huyết tộc chỉ đích danh yêu cầu Hoa Quốc giao nộp hết tất cả người trong mấy gia tộc này ra. Sau lưng nhà họ Trương có Thiên Sơn làm chỗ dựa, nhà họ Lý vốn dĩ chính là thế gia võ thuật của vùng ngoài lãnh thổ. Hai gia tộc này căn bản sẽ không có bất cứ tổn thất gì, thế nhưng nhà họ Chu thì lại khác. Ở trong đại hội võ lâm, Tiêu Chính Văn đã từng đảm bảo với người nhà họ Chu rằng có thể bảo vệ cho sự bình an của nhà họ Chu bọn họ. Thế nhưng dù Tần Vũ có bàn bạc với đối phương thế nào thì đối phương vẫn cắn chặt ba thế gia lớn này không chịu buông, hơn nữa còn lớn giọng nói rằng nếu như Hoa Quốc không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì sẽ tiêu diệt hết cả Hoa Quốc ngay lập tức. Nếu như phải đánh, Hoa Quốc đương nhiên sẽ không sợ, sau khi cướp sạch nước Vi Hào thì thực lực của năm đại danh sơn và các phái trong võ tông đều có sự nâng cao nhất định. Đối kháng với huyết tộc đương nhiên không có gì đáng nói. Thế nhưng Hoa Quốc lại rộng lớn tới độ nào cơ chứ? Tới lúc đó nhất định trăm họ sẽ lâm vào cảnh lầm than, đây là kết quả thiên tử không mong muốn nhìn thấy nhất. Hơn nữa, Long Ngao lại còn bị người ta tát cho một cái ở Long Kinh. Đánh người của anh thì chắc chắn xuất thân cũng không tầm thường, hơn nữa lại còn đồn đại rằng dù Tiêu Chính Văn có về nước thì cũng phải đích thân tới bái kiến đối phương. Quan trọng nhất là người này có qua lại thân thiết với phía huyết tộc, đây chính là chuyện mà dù có thế nào thì Tiêu Chính Văn cũng không thể khoan nhượng được. Thân là quân nhân, thứ mà anh thống hận nhất chính là mấy loại ăn cây táo rào cây sung. Mấy người trở về Hoa Quốc trước đi, tôi giải quyết xong chuyện bên Âu Lục sẽ lập tức trở về Long Kinh. Tiêu Chính Văn quay người nói với mấy người Lý Chính Đạo. Lý Chính Đạo cũng không tiện nhiều lời, lập tức trở về Hoa Quốc trước cùng với hai người Long Nguyệt và Long Hình. Mà Chu Thụy Chân nào còn mặt mũi trở về nhà họ Chu ở Hoa Quốc nữa. Hắn không nhiều lời đã tìm tới lối vào vùng ngoài lãnh thổ của Học viện Võ thuật Âu Lục và trở về vùng ngoài lãnh thổ luôn rồi. Đi thôi, tôi cũng tranh thủ thời gian, chuyện của lâu đài Versailles phải mau chóng xử lý. Không cần phải trì hoãn thêm nữa. Tiêu Chính Văn nói xong thì quay đầu liếc nhìn Locketis. Ý của anh là,
Lord Terris bị câu nói này của Tiêu Chính Văn làm cho ngẩn ra. Mau chóng xử lý, Lord Thetis nuốt nước bọt, đối phương là lâu đài Vexai đấy, bên đó có cao thủ nhân vương cấp 3 chấn giữ, đâu phải là nơi Tiêu Chính Văn nói xử lý là xử lý được luôn. Dưới tình cảnh này, dù Tiêu Chính Văn đã là cường giả ở cảnh giới nhân vương nổi danh khắp các nước trong thế tục, ít nhất cũng phải thương lượng một chút với 10 gia tộc lớn bọn họ và vương thất Âu Lục chứ nhỉ. Hơn nữa cũng phải bàn bạc với 10 gia tộc lớn một chút xem có thể đáp ứng được điều kiện như thế nào của đối phương. Dù gì đại diện của lâu đài Vexai cũng không phải chỉ có một hai thế gia mà là rất nhiều thế gia của Âu Lục ở vùng ngoài lãnh thổ kết hợp lại. Chỉ riêng cường giả đạt tới cảnh giới nhân vương đã có tới mười mấy người, hơn nữa chỉ riêng những kẻ này cũng không phải là thứ mà một người vừa mới đột phá lên cảnh giới nhân vương như Tiêu Chính Văn có thể ứng đối được đi. Huống hồ gì một khi trận đại chiến của cảnh giới nhân vương bộc phát ở Âu Lục thì Âu Lục còn tồn tại nữa sao? Một Âu Lục đã trở thành đống hoang tàn, đối với 10 gia tộc lớn bọn họ mà nói còn có ý nghĩa gì ư? Theo tôi thấy, vẫn nên mời anh Tiêu trở về rồi nói tiếp. Enkan cũng nhìn ra được băn khoăn của Lord Thetis, vội vàng tiến lên trước thỏa hiệp. Dù gì Lord Thetis căn bản không thể địa diện cho 10 gia tộc lớn, càng không thể đại diện cho vương thất Âu Lục. Với thân phận của hắn thì cũng không có tư cách ra điều kiện với Tiêu Chính Văn. Không cần đâu, nói cho tôi biết địa chỉ của lâu đài Vexai, tôi tự đi tới đó là được rồi. Tiêu Chính Văn cũng không muốn trì hoãn thêm nữa, dù gì phía Hoa Quốc còn rất nhiều việc lớn đợi anh về giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.